đi mà thiệt. Cái gì quên phải không? Cái điện thoại này nè, cái điện thoại chị đang cầm cũng hết pin. Thấy cái kẹp không? Thấy cái kẹp quần không? Phát hiện nó nằm ở đâu không? Hello mọi người. Mấy chị ơi, mấy chị đang xem, mấy chị cho em xin chấm đi mọi người. Nhìn nó không, nhìn nó kỳ đúng không? Nó nhỏ không? Xin chào mấy chị ơi, mấy chị đang xem, mấy chị cho em chấm đi. Xem rõ không mọi người? Đang xem rõ không mấy chế ơi? Bình thường không? Lâu quá mấy cái. Lâu quá. Ôi ớ mày, thấy ớ mày. Dạ, hôm nay chắc bị xuống ký. Mấy chị ơi, mấy chị rồi, vào đông đông nha mọi người. Ngày hôm nay em sale rất là nhiều đồ đẹp đầu năm cho mọi người ha. Sale thiệt nhiều đồ đẹp luôn. Mấy chị tranh thủ nha. Chào Trang Ngân, đúng rồi em đã trở lại rồi mọi người ơi. Áo này mấy chị em đang mặc là size M á. Form nhỏ lắm nha mọi người. Em nghĩ là 53kg đổi lại mà em M đi. Từ 54 cho đến 58kg mặc cho em size L. Áo này 250.000. Hello Ngọc Diệp, mấy chị ơi xe bài cho em đi. Trời ơi, nay đông người xem. Mấy chị ơi xe bài cho em với. Mấy chị đang không hiểu là sao mà tao nghĩ lâu dữ vậy. Xe bài cho em đi mọi người. Có trà bông chứ? Có trà bông. Trà bông này ngon lắm. Siêu ngon. Hơi hơi cháy cháy. Quần em đang mặc có size gì vậy em? Bé ơi. XS, SML. Ok. Quần này ngày hôm nay sẽ sale cho mọi người luôn. Bùi Thành Nam ơi, cho số điện thoại đi chị ơi. Khách mới kèm số điện thoại. Duyên Vũ một cái áo L. Trúc Thị Thanh Võ một cái áo M. Chị đang mặc M. Hết M em còn cái L nha. Còn cái L em còn một cái áo L. Duyên Vũ L có chưa? Quần em đang mặc ngày hôm nay sale trên live cho mấy chị sốc luôn. Sốc luôn nha mấy chị nha. Chỉ mua trên live được giá này 560.000. Chốt mã số 2. Còn à Bùi Thành Nam là Nga Hằng Hồ hết em M rồi chị yêu ơi. Áo em đang mặc là từ 53 cho đến 57, 58kg mặc cho chị Bốn Hữu và quần chị Lê Thúy một cái quần L ghi đi. Quần sale 550.000 chốt mã số 2. Bảo Trần Lê Thúy không có áo S. Chị Bốn Hữu lớn đi em. Chị Lê Thúy bốn quần trà bông lớn. Harry Thủy cho số điện thoại nào, một quần size S, XS, SML mấy chị chốt đi, quần sale 550.000. Rồi không sao đem. Tuệ Minh một cái áo L rồi hết áo nha. Hết áo nha mọi người ơi, em chỉ còn quần thôi à. Rồi vô đi, tao hai cái áo khác đi. Quần 550.000 mấy chị chốt đi, chốt mã số 2. Quần mấy chị chốt mã số 2 kèm size cho em chuẩn size XS, SML nha mọi người nha. Chị Lâm Linh Ngọc một cái quần size S ghi đi. Coi. Chốt kèm size chị Thanh Thúy Nguyên ơi. Mấy chị ơi XS, SML eo dưới 70 mặc XS, eo 70, 74 mặc S, eo 75, 80 mặc M, trên 80 mặc L quần này ạ. À. Hết áo rồi mọi người. Vô tao thôi. Mấy này nhiêu thế? 1 triệu 250 sale còn 950 đi. Còn mấy khác sale luôn. Váy em 1250 sale còn 950 nha mọi người. XS, XS là 52 kg đổ lại. 52 kg đổ lại XS. 53 tới 50 55 56 kg. Cái này mày đang mặc cái gì? Tao đang mặc XS, XS SML. À XS SM không bé hẹp. 53 kg đổ lại mặc XS. 54 58 kg mặc S. XS S hả? Ừ. Nãy nó kêu có M mà. Có M nữa. Số 2 size XS chị Kim Trâm. Quần á hả? Còn không? Quần còn nha mọi người. Quần 56kg chị Duyên Vũ. Chị Thanh Thúy Nguyên quần size S. Lâm Linh Ngọc lấy váy vi size S. Chị Sandy Phạm quần size M. Chị Tuệ Minh quần size S.
Lâm Linh Ngọc lấy váy. Lấy váy V size S. Váy em sale còn 950 nha mọi người. 950. À, size XS là 53kg đồ lại 54 tới 56, 57kg là mặc size S. 57 cho tới 60 mặc size M nha mọi người nha. Chất co giãn rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Quần phí mặc nãy giá nhiêu Thuy? Size 550 rồi. Còn gì vậy? Áo hết rồi mọi người. Còn 3 cái quần size S. S là, ủa nãy chị Lê biết có quần chưa? S, M, L. Quần 56kg em chốt chị Duyên Vũ chưa? Duyên Vũ có quần cho em. Rồi đủ đủ hết rồi Vy. Set Candy quần size S. Ủa chị không lấy váy hả? Sao nãy em đọc lại thành váy ta. Ok chị Lâm Linh Ngọc không lấy váy. À chị kêu Vy ốm hả? Đầm Vy 57kg chốt với chị Lan Anh Nguyễn. 57 lấy size M đi em. Quần phí mặc size M và lớp bằng lăng. Ok. Rồi. Quấy mì ghi của ai? Cái váy của Lâm Linh Ngọc không có đúng. Lan Anh Nguyễn. Lan Anh Nguyễn của Lâm Linh Ngọc bỏ qua Lan. Sao không cầm một cái điện thoại xem giùm chị đi. Đinh Hương Nguyễn váy XS. Vậy là váy XS còn một cái Vy nữa thôi. Nè. Nè, cái này của vai lớp bằng lăng quần nè. Lâm Linh Ngọc có rồi chị từng nha. Bỏ một cái quần phí mặc size S, vậy là còn cái L Vy. Vân vân lấy cái đầm XS còn không? Còn cái đó đâu. Sợ hết váy á. Chị Harry Thủy S váy. Ok. Váy em mặc Harry Thủy ơi cho tí xin số điện thoại đi bạn. 950 nha mọi người. 1250 xe còn 950. Hết S còn SM. Váy em mặc hết XS mọi người ơi. Một cái váy S. Chị Lan Anh Nguyễn, chị muốn lấy cái đầm của Vy size S á. Chị không chịu lấy M đổi qua S cho chị. Tao đâu chốt S cho chị đâu. Chơi đâu chốt M chốt S. Tại này chỉ 57 kg. SS. Ok Trần Phương. Lan Anh Nguyễn, váy size S nha. Quần hả? Rồi, mình đợi tới nó vô chưa? Quần. Quần váy em còn cái SM. Quần chỉ còn cái size L. Váy em mặc SM nha mọi người. 1.250.000 xe còn 950 nha. Váy vì mặc violet bằng lăng, size S lấy chưa? XS. Hết size XS rồi mọi người. À, SS lộn nhầm. Quần hết quần rồi, quần chỉ còn cái L thôi. Quần hết, chỉ còn một cái size L thôi mọi người. Còn size gì? Của chị Lâm Ngọc bỏ ra mày ghi chưa? Ê mày coi Lan Anh Nguyễn ghi mấy cái rồi. Ở đây còn cái xe gì đây? XS nè. Cho chị vay lấy bằng lăng đi rồi vô. Từ từ nha. Mấy chị chốt chị váy Vy size S hết. Váy Vy chỉ còn size M thôi mọi người. Váy Vy chỉ còn mấy cái size M. Váy Vy còn hai cái size M nha. Váy Vy chỉ còn hai cái size M. Thảo Nguyễn lấy cái váy M kìa. Áo em đang mặc còn M và L, em đang mặc là size M mấy chị ơi. Từ 53 cho đến 57 ký mặc M, từ 58 cho đến 63 ký mặc L nha. 53 cho đến 57 ký mặc M, 58 cho đến 63 ký mặc L. Áo này ngày hôm nay sale luôn cho mọi người. Sale sốc 390.000. Váy của Vy chỉ còn hai, còn một cái size M mọi người. Chào Ly Trần. Em chào mấy chị. Huỳnh Huyền một cái quần L rồi hết quần. Cái S của chị này chốt cho chị nào rồi đúng không? Quần á. À, hồi nãy chị đọc á. Có cái quần này tiện chị chốt cho chị Tình Võ đó. Ok hết quần. Áo chốt cho chị Harry Thủy một cái áo M nè. Áo 390 à. Áo 390 nha. Thu Trang chốt gì? Áo xe 390.000 mấy chị chốt đi mấy chị ơi. Đầm Vy mặc còn một cái size M. Thu Trang một cái áo L. Phút quay trong chỉ còn 38 thôi chị ạ. Chỉ còn 38 thôi. Tây Thúy đang lên nè. Chị Vy mới nói hết đi hết rồi. Chốt của chị nào rồi. Váy Vy chỉ còn size M thôi. Còn cái M chị nào chốt luôn cho em nha. Áo em còn một cái size M. Chị nào chốt không sale 390.000 thôi mọi người. Trần Phương hết áo size của Trần Phương rồi. Từ 53 cho đến 57kg. Lên đồ bộ đi em. Dạ đợi em xíu đi chị. Áo sale 390.000. Chị nào chốt áo nữa không. Quần này em hết nha mọi người ơi. Quần em đang mặc là hết ha. Cái lời chốt cho ai rồi á. Hết quần. Quần lời chị mới đọc cho người nào. Sao mày không ghi đi. Hân Nguyễn lấy áo em mời nè. Quần em lời chị chốt cho chị Huỳnh Huyền. Ghi chậm thế. Quần em lời cho Nguyễn Huỳnh rồi. Còn cái mà sao nó hết. Tình Võ cái ép đi. Quần còn mà sao nó hết vậy. Vậy mày chốt cho chị mấy chị đợi em xíu nha. Vì mới like lại nó còn hơi vân vân. Mấy chị Đinh Hương Nguyễn quần ép rồi hết quần luôn nè. Áo của rồi vô đi. Áo này cho chị Hân nè. Hân Nguyễn. Đinh Hương Nguyễn lấy áo. Xe gì? Tao mặc ba XS.
Vậy em mặc XS, bé đang cầm size gì 36 đúng không? XS và S nha mọi người. Trời ơi siêu đẹp luôn, chụp hình. Size 950 luôn đi. Size 950. Vậy em mang size 950 mọi người ơi. Cái này là 50 55 kg mặc XS, 55 60 mặc S nha mọi người. Tại vì cái eo nó là eo chun đó mấy chị. Mặc tới đâu cột cho tới đó giùm em nha. 950 trời ơi, cái váy này xuất sắc. Còn một XS, một S à. XS là 50-55, 55-60 mặc S nha mọi người. Còn hai cái thôi à. Đẹp lắm, tay dài nè. Đi chơi, đi du lịch. Váy chị đang mặc nè, đúng rồi. Em có một cái này, em nói mấy chị hả, chụp hình siêu đẹp luôn. 950, sale 950 luôn nha mấy chị. Size S á là 55-60. Size S 55-60, size XS là 50-55kg nha mọi người. Đây nha, em còn hai cái chị nào lấy. Ok, Trường Vương một cái XS nè. Chị Đinh Hương Nguyễn XS, ok. Vậy là em còn một cái size S nha mọi người. Size S 55-60kg. Cái phần ở dưới nó dập ly nha mấy chị nha. Phần ở dưới nó dập ly. Phần ở dưới dập ly nha mọi người. Đây ạ. Cho em xem đồ ngủ. Đợi đợi xíu đi Nguyễn My ơi. Váy này còn một cái size S 55-60kg à. 950, sale 950, sale cực kỳ rẻ luôn. Phần này nó dập ly nha mấy chị. Eo chun. Eo chun rất là dễ mặc luôn. Đợi em xíu nha. Ủa, đẹp quá. Áo này em có size gì em? SML phải không? Áo này em có SML nha mọi người. Sale cho mấy chị ngày hôm nay cái áo này rẻ thì là rẻ luôn. 299 sale luôn. Áo trái dưa hấu nha. Trời ơi em bán là 399 đó mọi người. Em sale 299.000. SML quần này em có 34, 36, 38, 40. Quần 34, 36, 38 và 40 sale 550 luôn. Quần lưng chun nha mọi người nha. Quần sọt lưng chun. Violet bạn làm một cái áo. Hello Vương Minh. Áo size nha. Chị đang mặc M nè. Violet bạn Lan ơi, thích đang mặc M thì thích mặc rộng mà bạn lấy size gì nha. Em có SML. Áo 299.000 sale. Quần này sale 550 nha mọi người. Quần lưng chun mấy chị mặc sướng lắm. Mấy xẻ là mấy chị nè. Siêu sướng luôn, quần màu đen nha. Phải lấy bằng lăng lấy cho chị một cái size S đi. Thành Thiên Nguyên một cái quần 36. Quần em có 34, 36, 38 và 40. Quần 34, 36, 38, 40. Đây bằng lăng lấy M em ơi. Chốt lại M chị đi. Mời dễ thương ạ. 34, 36, 38 và 40 mấy chị chốt quần đi ạ. Quần sọt lưng chun mặc thích lắm luôn á mọi người. Vân vân quần XS nè. 34. Dịp thì Mỹ Linh hai cái áo size S nè. Dịp thì Mỹ Linh hai áo size S. Ok chị Hiếu Nguyễn nè. Rồi chưa? Dịp Mỹ Linh hai cái nè. Hiếu Nguyễn một cái quần 38 vi, mày lại mày phụ nó cái vi. Không có đâu. Lấy quần 38 vi Hiếu Nguyễn. Vậy tạo một cái áo M. Thư Trần một cái áo M. À Thư Trần áo S. Huệ Tạ áo M, Thư Trần áo S. Trần Nguyễn áo M. Quần 550. Quần 550.000 nha mọi người ơi, quần 550, quần mặc thích lắm luôn á mấy chị đây. Eo chua đó mấy chị. Em chua mặc thích. Thanh Diệu Thí Nguyên một cái quần 34, vi vi quần. Em ghi áo vi vi quần. Thư Trần áo S, Trần Nguyễn áo M. Ok, Trần Phương áo S ok. Quần sale 550, 34, 36, 38, 40 luôn nha mọi người nha. Hiền Đỏ một cái áo size S. Hiền Đỏ áo S chưa? Rồi tiếp tục áo chị nào chốt nữa không ạ? 299.000 mọi người ơi, mọi người ơi. Siêu đẹp, quần còn mấy cái nữa nè. Quần lưng chun mặc thích ơi là thích luôn mấy chị. Quần jean lưng chun. Áo này SML, SML, còn chị nào chốt áo nữa không? Còn chị nào chốt áo nữa không để em qua mẫu nào? Rồi để Vi nó qua váy cho mấy chị đỡ chán ha. Em chốt một quần màu
kim trời. Quần em hết rồi nha mấy chị nha. Quần màu kem lúc nãy em hết rồi, em không còn. Rồi còn chị nào chốt quần này nữa không ạ? 550.000 nha mọi người. Hết rồi, hết rồi. Ở đây không à. Rồi còn chị nào chốt nữa thì báo em nè. Rồi video váy nè. Quần sale 550 mọi người ơi. Đẹp quá, SM phải không? Nó bồng lên mà. Ừ nó bị. Thì mai lỗi làm thấy cái đi. Rồi em qua mẫu nha mọi người, còn chị nào muốn chốt nữa không ạ? À? Còn chị nào muốn chốt nữa không? Trời ơi, cái váy caro này đúng không? Cái váy ngủ caro này nè. Cái váy ngủ caro này à. Cái váy ngủ caro này em còn 3 cái thôi mấy chị. Đây ạ. À. 950 em sale nha mấy chị, là 850 em còn 2-3 cái nha. Chị nào lấy thì báo em free size á. SML đều mặc được nha mọi người nha. Cái váy này rất là đẹp luôn, váy ngủ nha mọi người, váy mặc nhà, váy ngủ ha. Em còn 3 cái SML mặc chung sale cho mọi người là 850 đi. 850. Chị nào lấy thì báo em nha. 850 em còn 3 cái nha mọi người nha. Chị nào chốt báo em. Lên thêm quần sọt đi chị ơi. Rồi 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 rồi, để bây giờ thấy lên. Váy em mang nha mấy chị nha. Trời ơi cái chất bao sướng. Cái form này á là 50. 50 tới 60 mặc S nha, trên 60 mặc M. Có hai size thôi mọi người. S M, sale nhiêu Thúy? Mấy á? 1150. 1150, sale cho mấy chị là 850 đi, chờ luôn. Đẹp quá. Trời ơi, cái chất nó siêu đẹp luôn. Đây nha mấy chị, có túi nữa nè. Form này á, form này là 50 tới 60 kg mặc cho em size S. 60 trở lên mặc cho em size M nha mấy chị nha. Sale cho mấy chị 850. Không nhăn không nhầu, bao sướng luôn. Đây nha mấy chị. Còn mấy cái thôi mấy chị ơi. Đẹp quá. Mấy người không vuốt không đọc comment được. Đây nha mọi người, sale 850 à, sale 850 nha mọi người. Baby doll chất siêu đẹp luôn. Từ 50 tới 60 là mặc size S, có hai size thôi. Hãy Yến lấy váy size M, okay chị. Chất siêu đẹp 1.150.000. Đây mọi người. Theo còn 850. Tới gối nha mấy chị nha. Em hết em mời nha. Trời em đau quá hai lớp mai. Dưới 60kg mặc được size S nha mọi người. Em 55 em mặc size S đây mấy chị ơi. Rất là sướng luôn. Bầu bí bon chen được luôn nha mấy chị nha. Cưng lắm, cưng lắm. 850. Sale cực kỳ rẻ luôn 850. Chị nào lấy báo em nha. Còn size S thôi mấy chị, từ 50. Từ 50 cho tới mặc được. Từ 50 cho tới 60kg là mặc đẹp luôn mấy chị. Nếu mà mấy chị nào ê, bán trà bông 6263, cao mét 6263 thì 6263kg mặc được luôn nha mọi người. Tại em thấy form nó rất là thoải mái. Mọi người ơi, món ăn gia truyền món ăn gia truyền nhà em đây. Mẫu ngang gối đây. Mẫu vi mặc là ngang gối đây mấy chị. Em đang mặc mẫu ngang gối đây mọi người. Dễ mặc lắm luôn, ai mặc cũng được hết. Trà bông nha mấy chị nha, hôm nay làm mẻ trà bông cái màu hơi bị xuất sắc luôn. Đây nha mọi người à, hữu nhật, chị Lê Hậu lấy một cái váy vi size S. Sale cực kỳ rẻ luôn á mấy chị, sale còn có 850 thôi mọi người. 1150 sale 850. Váy siêu đẹp. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái màu này mà. Cái này mà trước Tết mà em like được là không còn đâu mọi người à. Tại em bận việc em không like được á, nên bây giờ sale cho mấy chị á. Rất là đẹp, hoa nhí đứng gần như chị xem. Mẫu này mẫu điêu không á mấy chị ơi, chứ không phải mẫu sale đâu. Cái nền hoa rất là xinh. Trà bông hũ nhỏ là 200, hũ lớn 340 nha mọi người. Cực kỳ ngon luôn. Ai ăn trà bông nhà em là cũng ghiền hết trơn á mấy chị. Mua lần nãy chị kia lấy 4 hũ lớn có ghi chưa. Hôm nay lên được có 5kg thôi mấy chị. Làm được có 5kg thôi mấy chị, chốt đi mọi người. Bữa giờ ăn bánh chưng bánh tét ngán rồi. Thôi giờ mình ăn trà bông đi mọi người ơi. Đây nha mọi người, váy em còn size S là dưới 60kg là mặc được. Váy ngắn gì chứ ơi, đây. Váy ngắn ôm ôm, rồi em. Đây nha mọi người, 850 mà chị nào chốt nữa không. Nhiều, váy ngắn nhiều lắm. Lấy ngắn này cho mấy chị chốt. Rồi tiếp. Chị nào lấy báo em nha. 850, size S à. Áo em đang mặc nha mọi người. Nè, em đang mặc là size S đó mấy chị. S bé nhất hay XS bé nhất vậy? Size gì bé nhất? Có size gì hiện đại, có size gì? SML. Áo em đang mặc là SML nha mấy chị nha. 52 chứ độ này mặc S. Từ 53 cho đến 57kg mặc cho em size M. 58 cho đến 63 cái mã L 209 ạ. À. Áo 209 nha mấy chị nha, áo 209 còn chị nào chốt áo ạ, à, chốt báo em nè. Áo rất rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, đây mấy chị nhìn nè.
áo ba lỗ. Mùa này là mặc đúng chuẩn luôn á mọi người. Sale cho mấy chị là 290.000. Chị nào lấy áo chốt cho em mã 290 kèm size 52kg độ làm XS, từ 53 cho đến 57kg mặc S. Nè, váy ngắn nằm đây nè Vi. Này đi đó hả? Từ 58 cho đến 63kg mặc cái áo này cho em là size L nha mấy chị nha. Sale 290, chị nào chốt báo em. Huệ Phạm một cái áo S nè. Tiếp tục đi mấy chị ơi. 290. Ờ đi trần nó chỉ ngay vậy ta. 290 chị nào chốt. Ở cái váy đó Ngọc Diệp mê lắm luôn á. Sale đã rẻ cho mấy chị vui. Sale đã rẻ cho mấy chị chốt cho nó máu. Ngọc Diệp một cái áo vàng L. Quần em còn 34, 36, 38 và 40. Quần 550 nha mọi người. Quần 550.000. Quần 550.000, còn chị nào chốt quần nữa không? Đây áo 290, chị nào chốt nữa thì báo em. Áo 290 chị nào chốt nữa thì báo em. 52kg độ lại mặc S, 53 cho đến 57kg mặc M, 58 cho đến 62kg mặc L. Minh Hiếu một cái áo vàng size L. Tiếp tục đi mọi người ơi, Minh Hiếu ơi nhận được hàng chưa? Minh Hiếu nhận được hàng chưa nàng ơi? Quần 550, còn chị nào chốt quần nữa thì báo em nha. Lấy áo nhanh tí ok Trần Phương. 2 năm rồi mới gặp lại. Dạ 2 năm rồi. Mấy chị ơi, mấy chị năm mới mấy chị đã phát tài chưa? Có chị nào phát tài chưa? Báo em luôn với. Huệ Phạm. Áo vàng em mời chị ơi, áo này 52kg độ lại là mặc size S nha chị Huệ Phạm nha. Em đang mặc S nè. Em gầy nhưng mặc S. Tiền Nguyễn áo M nha, Nguyễn áo M. Chị ơi từ 48 cho đến 52kg mặc áo này size S cho chị Huệ Phạm nha. Dạ, nhận hàng ok không chị? Tuyên Nguyễn một cái áo M nha, Nguyễn cái áo M chưa? Rồi, còn chị nào muốn chốt nữa không? Để em qua mẫu. Đây, váy đẹp quá hò. Chốt siêu xinh. Ủa sao? Mày lấy cái này đi. XSM hả bé? 34, 36, 38. Váy em mang dưới 50kg mặc 34 nha mọi người. Tại vì nó ôm ngay cái phần ngực nè. Dưới 50kg mặc 34, 50, 55 mặc 36, 55, 60 mặc 38, sale 650. Trời ơi, sale rẻ, rẻ giả mang. Ngọc Diệp ơi, lấy cái này đi em mặc, nay Ngọc Diệp thấy gầy, chắc mặc M. M form này Ngọc Diệp mặc được. Váy S Huệ Phạm. Huệ S nhé, không có chuyện không kia, không phải Huệ Phạm. Ok, vậy S. Váy em mang sale có 650 thôi mấy chị, Ngọc Diệp 38, 650 ok. Chất đẹp lắm mấy chị ơi, không nhăn không nhầu, mặc lên cực kỳ mát luôn. Ngang gối nha mọi người nha. Ngang gối nha mọi người. 650 thôi ạ. XSM. XSM mấy chị ơi, cái hoa siêu xinh nè, tay nè. Chất mịn mát. Chị nào lấy báo em nha, 650 sale rẻ cực kỳ rẻ luôn. À ở phía sau xinh lắm nè. Ở phía sau xinh lắm mấy chị ơi, nó còn thêm cái nơ nha. Ở phía sau rất là xinh. Ok Trần Phương, một cái váy vi mặt rất là đẹp luôn á. Đây nha mọi người, 650 quá rẻ mọi người. Cái váy này mà mấy chị mặc đi chơi, đi ăn, đi uống, đi du lịch gì cũng rất là tiện luôn á mấy chị. Chất vải đẹp lắm. 650 nha. Chị nào lấy thì báo em ạ. Báo sao? Cái này váy xe mi. FM. Cho em váy đồ ngủ treo đi. Đây chị Dơ là Nguyễn My Thúy đang sao 850 đây đúng không? Cái này đúng không em ơi? Đây chị Dơ rồi mà. Sao 850 cho mọi người lấy thì báo em. Áo này size gì em? SML. Ê mày mặc áo phông, mày mặc váy cho đi. Mày lưỡi quần đằng kia kìa. Áo em đang mặc SML nha mọi người, sale 2. SM. Sale 220. 220 nha SM. Này đúng không? Cũng sale 850 nha em nha. Đây. 220 chị nào lấy à? SM hello trắng nè, cô trắng nè. SM 220. Chị nào lấy thì chốt báo em. 220 nha. SM 50 55 cái mặt S, 55 60 mặt M. Áo đẹp quá mọi người. Ok cô trắng bỏ một cái áo S nè. Chị Nga Nguyễn một cái áo S nè. SM mọi người 220.000.
Dạ có chị, có 850 trang Yono. Cái xe 850 đi, còn mấy cái á. Cái váy ngủ này chất nó là chất nhung á mọi người. Mấy chị nào ngoài trời lạnh lạnh mặc sướng lắm. Có chị, quần đang mặc 52kg, Nguyễn Thị Hồng Thắm cái áo quần 36 em. Đôi bông này 100.000 mọi người, Vân Lê một cái áo M. Nguyễn Thanh Vân một cái áo M. Hết chưa? Đẹp lắm, chất nhung, sale 850 nha mọi người nha. Trần Lê, Ly Trần áo S, Nguyễn Thanh Vân áo M, Vân Lê áo M có chưa? Áo M chị đang mặc M. Quỳnh Như S, Ly Trần S, Đỗ Tùng S. Ly Trần đi, Đỗ Tùng không có. Vậy là còn áo M đúng không? Áo còn M à, đôi bông tai 100.000. Huỳnh Mỹ Phương đôi bông tai 100.000 ghi vô. Ở đằng bịch á. Thúy Hằng Nguyễn Thị áo M, hết áo chưa? Còn một cái M chị đang mặc á. Còn cái M mọi người ạ. À. Hồi nãy em ghi cho chị Nguyễn Thanh Vân chưa? Xuân Hải Nguyên một đôi bông tai. Cô Trắng một đôi bông tai, ok. 100.000 mấy chị ơi, 100.000. Chị Đỗ Tùng không được áo này, qua áo khác đi chị yêu. Chờ em qua áo khác nha, để Vi qua đồ khác kìa. Áo còn cái M mọi người. Ai thích mặc rộng rãi như em thì lấy M nha. Ai thích mặc rộng rãi như em thì lấy à. Áo phong này đẹp quá trời. Quần mày lôi nguyên cái quần xuống đây. Áo thun chị mặc còn cái size M. Đây đây đây, caro đỏ mọi người ơi, mọi người à, em dơ lại mấy chị nhìn kỹ giúp em nha. Đây à. Cái váy ngủ này em xem cho mấy chị là 850. Bỏ quần ở đây cho tụi nó. Ừ, còn ba cái là hết. Đòn thương áo M rồi, hết áo nè. Rồi vô. Hai váy khác cho mấy chị nè. Rồi cái váy dài cho nó máu lửa đi. Nhiều quá. Quần này nhiêu, em có hình như thế. Áo còn hai cái size S mọi người ơi, trời ơi, sơ mi lụa. Sơ mi lụa áo 750, quần quần này size M thì eo tầm 72 cho tới 78 nha mọi người. 59. Quần cực kỳ đẹp luôn. Mặc size gì? Size M. Mà không thấy S đâu. Sao 72 được rộng mà đi. 75 78. 75 80 nè. 75 cho đến 79 đi. Từ 80 cho đến 83 mà L. Quần này em còn hai cái, quần này em còn hai cái M, cái L. Eo 75 tới 79 là size M. Còn eo 80 cho tới 85 là size L. Quần này là sale nhiêu quên rồi, 550 không? Quần 590, áo 750 nha mọi người. Áo sơ mi lụa em còn hai cái size S, 55kg đô lại thôi mọi người. Áo sơ mi lụa em còn hai cái size S, 50-55kg, sale 750. Cực kỳ đẹp luôn á mấy chị ơi. Đây. Xinh lắm nha mọi người. Sơ mi lụa họa tiết nè. Siêu xinh, mấy chị mặc với quần dài, quần ngắn gì cũng đẹp hết. Đây mấy chị đầu quần sọt em phối cho mấy chị dễ nhìn nè. Size M là eo 75, cái quần này mặc lên đứng cái quần lắm mấy chị. Đây. Nó nhấn thì cái phần này là nhìn eo rất là gọn luôn. Quần 590, áo 750 nha mọi người. Quần có size ML. Đẹp lắm mọi người ơi, không có bị ngắn, không có bị lộn mông. Nãy giờ không thấy á. Đây nha mấy chị, áo nè, áo họa tiết rất là xinh. 750.000 sơ mi lụa nè. Size S 50-55kg giùm em nha. Còn hai cái nè. Cái quần này á, nó may cái đường eo ngay đây nè. Nên nhìn cái phần eo mình rất là gọn luôn á. Em mặc size M mà nhìn lên rất là nhỏ. Eo 75-79 là size M nha mọi người. Eo 75-79 là size M, eo 79, eo 80-85 là size L. Quần co giãn. Quần co giãn nha mọi người. Quần co giãn. Ừ, để mặc chung với cái quần này. Cái quần này co giãn mặc đẹp ghê, thoải mái. Váy em đang mặc size 6, size 8 và size 10 nha mọi người. 1.250.000 sale cho mọi người là 950.000 đi. Cái này size 6 là tầm 47kg đồ này, mặc size 6 từ 48 cho đến 52kg, mặc cho em size 8 53 cho đến 57 56-57kg, mặc cho em size 10 nha. Đây ạ. 1250 size còn 950 nha mọi người. 1250 size còn 950. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Áo này giá nhiều hơn. Cái này xuất sắc. Mặc cho đi.
Máy này xuất sắc luôn mấy chị ơi. 47kg độ dài, mặc size 6, từ 48 cho đến 52kg. Mặc cho em size 8, tại vì em đang mặc size 8 nè. Từ 53 cho đến 57kg đi. Mặc cho em size 10 nha mọi người nha. 1.250.000 em sale cho mọi người là 950.000. Chị nào lấy thì báo em 950 ạ. Đầm hồng, cao lê hồng hồng ân, một cái váy size 10 ok. Xuất sắc, còn size 10 không? Còn một cái size 6, một cái size 8, một cái size 10. Đúng không? Mỗi size còn một cái nữa chị chốt cho em nè. 950, váy này đẹp lắm mọi người, chất không nhăn nhầu. Chất không nhăn nhầu, rất là đẹp, rất là mịn luôn mấy chị ơi. Sau nè mấy chị, eo ót giả mang chưa? Chị nào mà thích tâm thích ngăn chiều dài vừa vừa phải lấy. Hoài thu một cái em 10, size 10. Vậy là em còn size 6 và size 8 nha mấy chị nha. Em còn size 6 và size 8, em đang mặc là size 8 nha mọi người nha. Eo rộng rộng xíu nhưng mà phần ngực thì nó thoải mái. Vậy là em còn một cái size 6 và một cái size 8 nữa mọi người. Chị nào chốt nữa thì báo em. Sale 950, 1250, sale còn 950. Váy này xinh quá. Xinh quá, xinh quá. Có chị nào thích lấp la, lấp lánh không? Cái váy lấp la, lấp lánh này đẹp quá nè. Ai mặc đi quẩy. Em mặc cái này lên đi. Ai thích đi quẩy thì mặc cái này nha mọi người nha. Để mặc cái này. Lấy cái đó đi cưng. Rồi, còn chị nào chốt váy em đang mặc nữa không ạ? Để em qua mẫu mọi người ơi. Còn chị nào chốt nữa không? Em còn size 8 và size, size 6 và size 8 nha. Sale 950 mọi người, 1250 sale 950. Rồi qua mẫu cho Vi mặc nè. 40 SM. Áo phông da rà nha mọi người nha. Áo phông da rà sale 450 à. SML. S là 55kg đô lại, 55-60 mặc size M, 60-65 mặc size L. 450. Đưa chị một cái, chị cầm chị vô cái phông nha mấy chị. Phơm rộng nha mọi người. Áo phơm rộng nha mấy chị nha. Chị Trần Hoa chốt size 6 là cái váy Thúy hả? Ok, chị Trần Hoa chốt size 6 váy của Thúy hả? Áo này em sale 450 nha mọi người. Áo bra đen hả? Ngọc Diệp hỏi áo bra đen. Áo thay Ngọc Diệp nè. Có, đợi tí. Có đó Ngọc Diệp ơi. 350. Áo S chị Võ Hoa, đây áo em đang mặc nha mọi người nha, sale 450, áo của Zara xịn sò. Phơm suông như thế này nha mọi người. Chị nào thích mặc rộng thì lấy lên một size à, em đang mặc size S nha mấy chị. Em đang mặc size S rất là thoải mái. Em mặc size S đó chị Linh Khánh Tống ơi. Em mặc size S rất là thoải mái, quần em đang mặc là size M hơi rộng tí nè. Quần này coi giãn mặc sướng lắm mọi người. Eo 75 tới 79 là size M, eo 80 85 là size L, quần em có hai size thôi. Võ Thu Thủy chốt size 8 là chốt cái gì chị ơi? Chốt váy hả chị Võ Thu Thủy? Chốt cái váy hồng size 8 cho chị Võ Thu Thủy. Áo phông 450 mấy chị chốt thêm đi mọi người, còn có mấy cái thôi mấy chị. Size S, size M, size L. Chị đây cầm size L nè. Size L đây nha mọi người nha. Cái phơm rộng nó như thế này nè mọi người. Mấy chị thích mặc phơm dấu quần thì mấy chị lấy lên một size giùm em nha. Lấy lên một size cho em ạ. À. Chị Trần Hoa lên số điện thoại rồi kìa em. Áo 450 SML, chị nào lấy báo em nha. Quần đây mấy chị ơi, quần coi giãn rất là đẹp. Thoải mái lắm luôn. Chà bông đi mọi người. Quần eo 82 có size L đó chị Thúy Diễm ơi. Eo 80 cho tới eo 85 là size L nha. Quần này sale còn 590 thôi mọi người. Sale còn 590 thôi, coi giãn thoải mái lắm. Coi giãn thoải mái lắm nha mọi người nha. Trà bông ngon đây mấy chị ơi. Trời ơi, hôm nay làm cái màu đẹp quá nè. Mở hũ trà bông ra thêm phức luôn á mấy chị. Hũ này ghi Thúy ăn, trời lâu rồi. Từ Tết tới giờ mới ăn là trà bông ngon quá. Đây nha mấy chị ơi, chị nào ăn trà bông thì báo em nha. Hũ nhỏ là 200, hũ lớn 340. Cái vàng giống của mày, có cái là mấy cái. Cái màu vàng mày chưa cái đó. Biết rồi, mà sao thấy con cái rồi ta, ở dưới còn không ta? Quần em 82 mà anh L. Có size của chị Thúy Diễm. Cảm ơn Dương Tuyền. Anh test xong toàn là bị chê không á. Đây nha mọi người. Chị nào đây? Thúy Diễm một cái quần L, lên số điện thoại Thúy Diễm ơi. Vậy là quần em còn 2 size M nha mọi người, mặc thoải mái lắm.
Em thường em mặc S nhưng mà cái quần này em khoái mặc M với chị, quần sọt mà mặc cho nó thoải mái. Em hủ trà bông nhỏ hợp nhịp. Ok. Ngon quá. Trà bông này ngon lắm. Nước mắm ngon á mấy chị, nên hả lên cái mùi vị ăn rất là ngon. Không có giống cái nhà nào hết trơn. Nhà này làm hơi bị độc quyền á mọi người. Khách của em ăn xong bị ghiền. Cái này ăn ăn không rất rất là vừa nha mấy chị nha. Ok chị Thủy Diễm lên sẽ hoài. Ăn không rất là vừa ăn á mấy chị. Không có bị mặn nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người. Cái váy này chị nào mặc đi tiệc thì chốt nha mọi người. Em sale cho mọi người, em có XS, SM, cái bra bên trong là size L, Trần Phương hay hũ trà bông 55, 56 cho đến 60kg mặc cái bra bên trong nha. Xuân Hải Nguyên một hũ trà bông nhỏ, ok. Cái bra bên trong á chị nào 56 đến 60kg mặc cái bra bên trong 350.000. Váy em đang mặc, chị nào thích mặc đi tiệc thì chốt nha mấy chị. Đẹp lắm, đi tiệc hay là đi quẩy tắt luôn, nó không có bị ngứa đâu mọi người. Vì ở trong nó có lót, nó không có bị ngứa. Em sale cái váy này cho mọi người là 850 em XS, SM XS, SM 850 ra 350 à. Linh Khánh Tống một hũ trà bông nhỏ, ok em. Ngọc Diệp một cái ra 350, ok. Kiều Anh một cái quần đen size L, ok Kiều. Còn em M thì chị Kiều Anh ơi. Hết ra rồi mấy chị ơi, em hết ra rồi. Váy em đang mặc sale 850 nha mọi người, xuất sắc. XS, SM. Trời ơi, cái này đi tiệc là em nói với chị. Em đang mặc cái size S hơi rộng với em. Đây, chị nào lấy váy ngắn thì báo em nha, 850. Sắc. Ra này em hết rồi mấy chị ơi, ra có một cái một à. Hình như là có một cái. Váy em đang mặc xinh mà mấy chị không chốt hả mọi người. Quần đen em hết size L, còn cái quần jean lúc nãy em mặc á có size L á chị Kiều Anh. Kiều Anh nói cái quần jean lúc nãy em mặc cũng xinh á, vì em nó có chun mặc rất là thoải mái luôn. Thích thì chị lấy cái đó đi. Nó xinh. Rồi tiếp tục nha mọi người nha. Áo này nè. Áo này em còn hai cái, còn hai cái em. Còn đâu nữa không? E L 58 cho đến 62kg. Cái đó size gì? 290. Từ 53 cho đến 58kg mặc cho em size. Kiểu Anh lấy cái quần này nè. Quần này size rồi 53. Trúc Nghị Thanh Võ hũ trà bông. Ok ok. Còn bông nhỏ đi em. 53 cho đến 57kg mặc M. Từ 58 cho đến 63kg mặc L. Áo này 290. Còn 3 cái mọi người. Em còn 3 cái. Em còn M và L. Chị nào lấy áo ba lỗ thì báo em nha. M và L nha mấy chị nha. Xinh quá. M và L lấy áo xanh nha Thúy. Ok Trần Phương nè. M và L mấy chị chốt cho em đi. Size M và size L. Ê mày mày có ủi cái váy dây hai dây trắng đâu cho chị không? Nga Nguyên một cái áo M có ủi không? Thôi để đại đi, để tao. Thôi ủi không được. Hình như không có nhăn phải không? Không thấy nhăn. Lan Anh Nguyễn áo L, Ngọc Diệp L rồi hả? Lan Anh Nguyễn L, Ngọc Diệp L. Mày xong chưa? Ê cái áo đó dưới á, mày cho em hết, em thấy một giải không? Còn thấy có một cái gì đó nè, áo khác áo này đi. Dưới còn dưới á, em sẽ lấy lên hết. Quần này cũng, quần này quyết sang ghét. Có váy baby doll không em? Có chứ chị. Có chứ, chợ baby doll sao không có được. Rồi tiếp tục. Để Vy nó lấy xong cho em qua cái mẫu khác nha mọi người. Ước gì móc tay nhỏ để mặc những thứ mình thích, chị biết ngon. Thôi, thôi mà đừng mắc ha. Còn nhiều áo như chỗ, áo đẹp. Quần 650, còn size XS, ML thôi mấy chị ơi. Khuyết size S đâu. XS, SML, quần 650, áo 450, áo đủ size. M. Quần XS. Quần eo dưới 68 mặc XS, eo 69 72 mặc size S, eo 73. Eo 73 74 trở lên mặc size M. Thôi
khoan, đưa chị nhìn cái size L của chúng size. M này là eo tới 78 thôi. Ta đang mặc M này thấy. Eo tới 78 thôi, vậy là eo 79 tới 82. Eo 79 82 mặc L nha. Chị Đỗ Tùng lấy áo size F. Áo 450, quần 650, quần size L chị Kiều Quanh. Cao Lê Hồng Ân quần đen size F. Harris Thủy áo M, áo cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Áo có FML rồi, trời ơi mấy chị chốt nguyên set em mặc luôn đi mọi người. Bán set, lấy một set mặc đi chơi luôn. Mấy chị chốt nguyên set em mặc đi mấy chị, rất là xinh luôn. 53kg mặc áo size S đi chị, áo size S. Áo 450 còn áo không nè. Áo bao nhiêu đưa mày hết rồi. 53kg mặc size S đi chị, em cũng đang 53kg nè. Mai Hoa áo size S. Còn áo size S chốt cho ai? Chị Hà Vy áo size M đi. Hết S. Còn M không? Áo hết S. Còn M là... Vậy cái áo size S đó chốt cho chị Mai Hoa đi cưng. Chị Hà Điêu Thủy chốt nguyên set hết rồi chị. Hết, chị hỏi xong chị báo lại là chậm luôn rồi. Áo 53kg em hết. Chị Nguyên Khôi mặc áo vi size gì ta? Áo M, chị Nguyên Khôi mặc áo size M. Chị Lâm Linh Ngọc lấy cái quần của Vi còn không? Có. Size gì? Hà Vi áo M có chưa? Hà Vi có rồi á. Có không bé? Áo hết F nha. Áo còn M L hả? Áo còn L. Trời ơi, nguyên set. Áo còn L thôi mọi người. Lâm Linh Ngọc quần SM, chị Lâm Linh Ngọc chị ơi. Lê Hậu ơi, áo S em hết rồi. Ở Lâm Linh Ngọc lấy quần SM. Chị Lâm Linh Ngọc lấy quần S hay M vậy? Mày đang mặc M với chị mặc cũng sai mày. Ừ, vậy lấy chị M đi. Không chị, hồi nãy chị hỏi em á. Xong rồi cái em trả lời thì bị chậm rồi. Còn áo không? Hết áo rồi. Harry Thủy nãy có áo rồi đúng không? Lấy thêm chị cái quần S. Phải không? Quần S 53kg. Nói đi. Vậy là chị Harry Thủy có áo rồi nha chị. Có quần luôn. Chị Hai Đi Thủy nguyên set. Chị Lâm Linh Ngọc lấy quần S thôi. Hết quần S rồi chị Lâm Linh Ngọc. Vy đang là M, em chỉ sợ S được. Hết S, hết S rồi. Chị Lâm, chị Hai Đi Thủy ơi, bây giờ có áo S cho chị rồi á. Chị có lấy áo không hay là chị đổi qua M chị ơi? Yến Ngọc. Trời ơi trời. Vy vậy mà khen 18-19. Có mấy chị ơi, lên nhiều lắm. Chị Chị Nguyên Khôi áo VM hình như có rồi á. Có rồi, có rồi, có rồi. Còn ai nữa, còn một cái áo bên này. Chị Kiều Anh chị đọc từ đầu rồi á nha. Cái quần á. Em còn một áo size L, chị Kiều Anh lấy luôn đi chị. Còn áo nữa đâu mà đổi. Chị chốt cái gì á? Hà Vy á. Không được, không chốt được. Chị Hà Vy ơi, không được. Hồi nãy chị chốt M, hồi nãy có ghi Hà Vy M không? Không luôn, vậy là chị Hà Vy không có áo. Áo em mặc chỉ còn một cái size L thôi mấy chị. Hôm nay á, tụi em live này buổi đầu tiên á, cảm ơn mấy chị ủng hộ rất nhiều. Nên đâm ra mấy chị, mấy cái mẫu nhiều lúc nó bị hụt á mấy chị. Áo em hết rồi, áo em chỉ còn size L thôi mọi người. Size L này là mấy chị tầm 60-63kg nha. Còn một cái áo size L mấy chị 60-65kg. Còn một cái áo size L 60-65kg, chị nào chốt giùm em qua mẫu mới nè. Em qua thêm một mẫu nữa nè. Quần hết quần em còn size gì? Quần còn XS, ML. Quần còn XS, ML. Mấy chị mặc S lên M đi mấy chị. Thí Diễm lấy áo L kìa. Chị Nguyễn Minh Thanh. Ủa? Nguyễn Thanh trước hả? Sao không thấy cái chạy comment vậy ta? Nguyễn Minh Thanh á. Không, chị Thí Diễm bình luận sau. Vậy là chốt áo L cho chị Nguyễn Minh Thanh. Chị Nguyễn Minh Thanh lấy luôn quần đi mọi người. Chị Lê Thị Thúy chậm mà. Còn quần mấy chị ơi, còn quần. Đây váy đi biển nha mọi người, váy Hồ Ngọc Hà nha mấy chị nha. Em còn. Này tao đỏ kia đẹp. Mày ơi mặc gì bà, nghe cho đó nhiều lắm á. Váy em đang mặc sale cho mọi người là 790. Quần XS. Hải vé máy bay. Quần XS bao từ chị đang hỏi. Quần XS 650 chị, dưới 50kg. Váy em đang mặc 790.000, em còn S và M. Váy này váy Hồ Hà mặc á mấy chị, rất là xinh luôn. Rất là đẹp, ở ngoài đẹp lắm nha mấy chị. Cái này em không có ủi, đây mình nhỏ nhạt lại nó người ta. Cái váy này em không có ủi luôn á mọi người.
Chị Thúy ơi, cái quần đó chị có rồi mà. Chị Thúy ơi, quần đó chị có rồi. À, Dương Ngọc Tho mua rồi, để Thúy sẽ lên váy dây tiếp cho Tho. Nhiều váy dây đẹp lắm. Váy em đang mặc sale cho mấy chị là 790, chị nào lấy thì báo em nha. Size S là 51 cho đến 56. Mặc cho em size S 57 cho đến 61, 62 mặc cho em size M nha mọi người nha. 790.000, chị nào mặc đi biển thì chốt ạ. 790 mọi người ơi. Gì vậy? Sao bên này cục nhiều quá, không có sót không? Hà Vy ơi, Hà Vy không chốt được áo M đâu. Không chốt được. 790 chị nào chốt ạ? S và M nha mọi người, S và M. Mấy chị thích lên váy ngắn không? Bây giờ mấy chị comment cho em biết đi. Mấy chị thích lên váy ngắn không bây giờ? À, để tôi dơ cái này cho Dương Ngọc Ho. Cái váy này xinh lắm nè, để Thúy dơ lên cho bạn xem nè. Váy dây nè, mà Dương Ngọc Ho thích váy dây. Áo em mặc nha mọi người ơi. S. Có ít S không ta? Áo bị mặc xem như Thúy. Để em coi thử cái ít S. S, M, L, không biết có ít S. Có ít S không? Sale 290, trời ơi, rẻ. SML mọi người ơi, 290. SML 55kg độ lại mặc size S, 55-60 mặc size M, 60-65 mặc size L. Trời ơi, phối siêu xinh luôn. Phối cái áo này lên siêu xinh luôn, 290. Chị nào hộp áo trắng hồi nãy đổi qua mã này đi mọi người. Cái áo lên cái bông siêu xinh luôn. Áo S chị đổ tùng à. Có nhiều lắm Mỹ Duyên ơi, váy hoa nhà Thúy là một rừng hoa, mấy chị đợi em lên từng từ nha mọi người nha. Chân váy hả chị Đỗ Tùng, đợi em xíu. Chốt áo đi mấy chị, có 290.000 thôi. SML size S. Chị Ly Trần áo size S à. 55kg độ lại mặc cho em size S. Chị Thúy Diễm áo L. Nga Nguyễn áo size S, khoan còn áo S không? Mày mặc gì? Tao mặc size S. Chị Thúy Diễm một cái áo size L. Còn size M nha mọi người. Nga Nguyễn size S. Vậy lấy cái chị Vy đang mặc nè. Còn S không? Vậy là còn S, M, L đủ size nha mấy chị nha. 290.000. Dễ phối đồ lắm mấy chị ơi. Áo hung trắng đơn giản, rất là dễ phối. Trời ơi, mặc cái quần này em lên áo nào cũng đẹp. Ngọc Hoa, thấy này đẹp. Em lên cái áo nào cũng đẹp. Trời ơi, lụa. 650. Vậy là còn S và L hả? 650 nha mấy chị. S và M. Ừ. Chị áo M chị Tuệ Khương Nguyễn, chị Lê Thị Thúy áo. Hết áo L chị Lê Thúy ơi, đợi em qua mẫu khác. Sau like gửi liền. Ok hồi chị. Có áo L rồi. Phải không? Hồi nãy có chị có comment rồi á. Vân Vân áo S. Vậy là cái áo cuối cùng size S chốt cho chị Vân Vân nè. Chị Lê Thúy có chưa? Tuệ Khương Nguyễn áo M có chưa? Chị Lê Thúy áo L, hết áo L rồi. Vân Vân áo S. Hết S rồi phải không ta? Hết S rồi, còn M thôi. Còn cái M. Còn mấy cái M? Đợi em qua mẫu khác. Tuệ Phương Nguyễn có rồi đúng không? Hai cái M. Quần M. Quần M. Chốt Vi, quần Vi mặc. Trời, mặc cái quần này nó ôm cái bụng lắm mấy chị. Cái kiểu nó làm như cái quần mình rất là, cái bụng mình rất là gọn luôn. Quần 650. Giờ váy dây. Đây nha mọi người. Dễ thương. Trời ơi, váy lụa. Mặc lên nó căng lên như này đẹp, nó xoắn cái em. Siêu sang luôn á mấy chị, cái màu này mặc lên sáng da lắm nha mọi người nha. Ta mặc không? 650. 650. Sai đét chứ sai gì đâu. Còn ý đét và M nha mọi người. 650 còn ý đét và M. Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, cái mình vải nó mát lắm luôn. Sale 650. Chị nào gu áo dây của chị nào đây? Chị nào có cái gu này chốt váy này đi, đừng bỏ lỡ, rẻ lắm mấy chị ơi. 650 rẻ lắm mọi người. Đây nha mọi người nha. Sang lắm luôn. Để dành đâu đi đâu sexy một tí. Quần eo 77 vừa không em? Vừa chị Huỳnh Huyền ơi. Em đang mặc quần M, eo em cũng cỡ chị đây. Thoải mái lắm chị. Eo em chắc cũng cỡ chị Huỳnh Huyền, em đang mặc size M nè. Thoải mái lắm, em bao vừa cho chị luôn nha. Ngọc Diệp hỏi váy M này Ngọc Diệp vừa không? Vừa. Vừa đó em ơi, vừa nha em nha. Vừa đó Ngọc Diệp chốt luôn đi em, 650 thôi. Quá đẹp. 650 thôi mọi người, để dành. Phía sau dây nó có tăng đơ mấy chị ơi, thoải mái luôn. Phía sau dây có tăng đơ, mặc tới đâu thâu lên tới đó giùm em nha. Rất là dễ chịu à. Để em lên mẫu khác, em còn rất là nhiều mã áo phong. Hết rồi, hết luôn. Còn rất là nhiều mã áo phong nha mọi người, tí mọi người chốt mã khác đi. Giờ đi tao thay áo phong nè. Để ngồi tao mặc thôi. Tiếp tục mã áo phong cho mấy chị nè. Sai gì em? S. S. M, có L không?
XS, SML. Váy này 850.000 em sale cho mấy chị trên line, hôm nay 650.000 mấy chị chốt đi. XSM hả? XS, SM 850.000 sale cho mấy chị là 690.000. 690.000 quá rẻ. Quần bạn mặc bao nhiêu? Còn XS thôi. 690.000, chị nào lấy váy em đang mặc ạ? Xuất sắc. Tâm Nguyên váy size S nè mấy chị chốt đi ạ. XS mời mấy chị chốt đi, em sale quá rẻ cho mọi người luôn. Quá rẻ. Huỳnh Huyền váy M. Tiếp tục đi mọi người, tiếp tục đi mấy chị ơi. 690.000 quá rẻ luôn. XS, SM chốt nhanh đi ạ. Sale rẻ như là cho luôn mấy chị, chất rất là đẹp. Vân Lê M. Lan Bảo ơi, Lan Bảo mặc S nha. Lan Bảo S mấy chị đi chốt chuẩn size cho em đi. Hết M. Còn cái nãy chị chỉ lấy dưới là size gì? Hỏi lấy size gì? Bùi Thắm XS. Đứng được mày lấy tao đi. Bùi Thắm XS có chưa? Tiếp tục đi ạ. Còn XS và S thôi nha mọi người, hết M rồi. XS và S thôi, hết M nha mấy chị nha. 690.000. Rẻ như cho luôn mọi người ơi. XS, S, XS và S nha mấy chị nha. Eo chun mặt rất là thoải mái. Eo chun mặt rất là thoải mái. Chị nào chốt nữa báo em. Lê Hậu S. Ok. S. Harry Thủy S. Còn sao XS hả? Còn một cái XS nữa mọi người. 690.000 rẻ như là cho luôn. Mấy chị chốt đi. 690.000. Em lên áo sơ mi có chị, có đợi em xíu. Vi đang lên dần. Em lên váy Vi nó sẽ lên áo cho mọi người nha. Rồi còn chị nào chốt nữa không ạ? Báo em đi mấy chị ơi. Chị nào chốt báo luôn nào. S trên 50kg chị, từ 51 cho đến 55. 51 cho đến 55kg mặc cho em xét. Sao gì? Ủa đâu phải. Không phải. Nhiệt tình ghê á. Rồi còn chị nào chốt nữa không? Em còn XS 50kg đổ lại. Còn XS 50kg đổ lại, chị nào chốt thì báo em. XS 50kg đổ lại xe 690.000. Rồi video đi. Áo em mặc nha mấy chị nha. Áo này sale nhiêu Thúy? Ủa này là 42, 44, 46. XS, SM mọi người ơi. Xinh quá. Ủa nó khác phải không ta? Sale 299. À nó khác rồi. Có tháp F brand nha mọi người nha. 299 XS, SM em đang mặc size S đó mọi người ơi. XS, SM sale 290 ạ. Nó màu kem kem đó mọi người. Nó màu kem kem rất là xinh. Hàng Âu á chị ơi, chị Duyên Cao ơi, hàng bên shop em mình là hàng Âu nha. Chị Mai Quát 50kg xây gì, chị hỏi đầm hả chị? 50kg mặc xây gì? XS nha chị Mai Quát nha. Chị Mai Quát cao bao nhiêu, vòng 1 bao nhiêu chị ơi? Cao bao nhiêu, vòng 1 bao nhiêu? Áo em mặc 290 mấy chị chốt đi mấy chị ơi. Áo em mặc 290 á mọi người. Siêu rẻ luôn cái màu cam. Chị Hương Nguyễn ơi, XS là 50kg đổ lại tùy theo chiều cao nữa mọi người. Mấy chị đừng hỏi ngược lại em, mấy chị hỏi là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, vòng 1 bao nhiêu vậy đó. Mặc được size gì tụi em canh size cho mấy chị, tại vì tùy mẫu á mấy chị. Có những cái baby doll á, size XS nó có khi 55-56kg mặc vẫn được. Đây nha mọi người. Áo em đang mặc thì XS là 50kg đổ lại. 50-55kg là mặc size S. 55-60 là mặc M. Là cái mẫu em đang mặc cho mọi người, sale 290. Mấy chị chán áo phông mà đúng không? Em lên đầm nha. Nha mấy chị không thích áo phông nữa em lên áo kiểu hoặc lên đầm nha mọi người. Sơ mi là đã nè. Sơ mi sale cho mấy chị cho vui. Cho nha mấy chị nha. Đây, váy lụa nha mấy chị nha. Cái váy lụa lúc nãy á mọi người, em có XS mà dây tăng đơ nha mấy chị nha. Mấy chị ngực tới đâu mấy chị tăng đơ tới đó, nó sẽ không có hở. Mấy chị mà không thích hở nhiều thì mấy chị tăng đơ nó lên, nó sẽ lên như thế này nè mọi người. Em thích hở xíu thì em vừa. Áo nha em, ok, để áo kiểu đi Vi. Áo kiểu đi góc này. Chị chỉ cho nó áo kiểu đi.
Váy em đang mặc 650 XS và M nha mọi người nha. 650 em có XS và M, váy lụa, váy dây lụa, chị nào chốt thì báo em. XS đầm ngắn đi. Dạ em mới vừa lên đầm. Hỏi có hỏi không? Có thấy không mấy chị? Có lộ không mấy chị? Có lộ không mấy chị? Giờ em vừa khuya khuynh xuống, em sợ nó bị lộ hàng. Cái tự nhiên em bị nổi tiếng luôn, cái mệt lắm. XS và M chị nào chốt báo em 650.000 nha mấy chị nha. Ở đây có xẻ nè mọi người nha. Ở đây có xẻ nè. Ở đây nó bị nó xoắn, nó xoắn bên đây. Là một eo mình nhỏ cho mọi người nha. Ống rộng thêm là cái nào ta? À, em còn XS này chị Trang Vũ, cái đó không về. Cái quần giống Vi mặc ống rộng hơn thì em chỉ còn XS thôi. Em không còn size khác đâu, nó không về nữa mọi người. Rồi cái chị nào chốt váy em đang mặc không ạ? Váy lụa nha, XS và M 650.000. Quá đẹp. Xong chưa? Để lên váy ngắn coi. Mày thích váy mày lên đi. Rồi đây em sẽ lên cho mấy chị một cái áo sơ mi nè. Sale cho mấy chế một cái áo sơ mi nha. Nè em ơi. Hả? Trời ơi áo sơ mi đẹp giả mang luôn mọi người. Sơ mi lụa. Khủng khiếp luôn. Đẹp giả mang luôn. Sale cho mấy chị là 650.000 áo này. Quần sọt trắng không em? Có chị. Có đợi em xíu. Báo sai. XS, FM. XS, FM 650.000. XS, FML rồi. XS, FML sale 650 chị nào chốt à? Áo sơ mi lụa rất là đẹp nha. Chân váy đi em, chân váy dài, chân váy ngắn chị. Chân váy dài, chân váy ngắn chị ơi. Sơ mi lụa rất rất là đẹp luôn á mọi người mấy chị. Mặc quần ê mày phối này đi Vi. Quần tây quần gì mày thích ơi, thích mặc á mày. Ờ. Để phối với cái áo này nè, áo này lên tôm cho mấy chị thấy cho nó xinh. Đẹp thiệt. Cô trắng một cái áo size S nè. Đẹp lắm mọi người. Cái chất lụa của nó mát rượi luôn mấy chị. Mùa này mấy chị mặc là mặc đi làm đi đâu cũng rất là thích. Có chị, có dâm suốt có. Rồi có rồi, xong này em sẽ phối. Dép em đang mang bao nhiêu? Dép Thúy đang mang 1150, em sẽ phối với chân váy cho mọi người nha. Rồi video Thúy phối với chân váy nha. FML trời ơi cái áo đẹp quá mấy chị ơi. 299.000. Trời ơi rẻ. Rẻ mà đẹp mà dễ mặc nữa mọi người. 299.000 áo xanh lá cây có mấy cái thôi mấy chị. Có mấy cái thôi mọi người ơi, 299 chị nào lấy báo liền nha. Áo màu xanh. Mát lắm mấy chị ơi. Che bắp tay, che khuyết điểm. 299 FML 50 50 55 à 55 kg đồ lại mặc size S. 55 60 mặc size M. 6 có L phải không bé? 60 65 mặc size L 299.000. Cực kỳ rẻ tay này. Áo kiểu cô tông nha mấy chị nha, áo kiểu cô tông. Cổ tim rất là xinh nè. 299 thôi. Chị nào lấy báo em nha, có mấy cái thôi mọi người. Mấy cái thôi mấy chị ơi, chấm 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 đi mọi người ơi. Sale luôn đi. Sale mấy trăm đi. Sale 650 luôn. Còn cái đầm riêng này em sale 650 theo. Dưới 50kg nha mọi người. Dưới 50kg. Đầm riêng sơ mi. Chị nào dưới 50kg mặc cực kỳ đẹp luôn. Sale 650. Riêng theo mặc lên tay lắm mọi người. 650 đầm riêng nha. Quần Vi mặc 650. Quần Vi mặc 650. Còn quần chị mặc còn size gì vậy? Còn XS với cái M chị đang mặc có ai chốt chưa? Chưa mày ơi. Vậy là hết. Vậy còn mỗi size XS. Quần em mặc 650 còn mỗi size XS thôi. Cái đầm này dưới 50kg nha mọi người. Em sale 650 đầm theo nè mấy chị. Đầm theo nè. Trời ơi theo trước theo sau luôn. Áo M chốt chị Hà Vi 299. Áo em mặc đẹp lắm mấy chị ơi, dễ mặc lắm, mát, đẹp. Mặc với quần sọt, quần dài, chân váy gì cũng xinh đó, nó phơm nó lửng lửng đó mấy chị. Dễ thương lắm nè. Mặc mát quá trời luôn. Chị Hà Vi nãy giờ chị chưa ô chốt. Không phải. Chị Hà Vi bây giờ lấy áo S hay áo M chị nhiêu ký vậy? Váy jean Ngọc Diệp mua cho đúng không em? Size này size nhỏ Ngọc Diệp ơi. Size dưới 50kg Ngọc Diệp mua cho đúng không em? À
Không có size Ngọc Diệp, cái này có size nhỏ thôi. Dạ Vy ơi, bây giờ áo em chị lấy S hay M chốt lại để bị nhầm nè chị. Chị Hà Vy nhiêu ký? 53 ký lấy áo S thôi. Dạ không, Nguyễn Hồng Thanh ơi, đầm này em còn cái cuối cùng. Còn cái size dưới 50 ký nên em sale rẻ cho mọi người luôn nè. Chi Nguyễn, từ từ đợi xíu chị Hà Vy coi chị lấy size gì, chị báo lại nè. Chin Chi, Chi Nguyên. Chi Nguyên, Chi Nguyễn dừa. Chi Nguyễn XS. Áo S, Hà Vy đổi lại S, mấy S cho chị đi. Đầm jean thì hình như dưới còn lắm. Hết rồi, hết rồi. Ờ, à, đầm jean nó còn. Không, đầm jean nó không hết. Cắt đi đi. Áo em đang mặc 6-50. Chân váy này em có XFM. Chân váy này sale cho mọi người là 7-50. Áo 6-50, áo đủ size. Áo xanh không có XS đâu chị, S bé nhất đúng không? Áo xanh là S bé nhất, chị Hải vé máy bay ơi. Áo sơ mi em đang mặc là 6-50 đủ size từ XSML. Chân váy em đang mặc 7-50 XFM nha mọi người nha. Chị Lê Thúy một cái áo L ghi bi. Lê Thúy một cái áo L. Chân váy này đủ size XFM mọi người ơi, chân váy này mặc thích quá. Cái sau nè mấy chị nè. Xẻ ra. Cái sau xẻ nha mọi người nha. Chân váy dài à. Áo 650.000, còn chị nào chốt nữa không? XS, S, M, L, mọi người hình như hết L. Lê Thúy một cái áo L. Áo sơ mi ha. Có L. Tiếp tục đi mọi người, tiếp tục đi mấy chị ơi. Tiếp tục đi mọi người ơi, chị nào chốt nữa không? Chân váy này xuất sắc luôn đó mấy chị. Cái áo xanh là sang S bé nhất nha chị Hải với ơi, hãng đó, cái mẫu đó hãng nó không làm XS nha chị nha. Hãng không làm XS, chị nào chốt thì báo em. Chân váy này xinh nè, mấy chị không chốt chân váy hả mấy chị? Xe 750.000 cho mọi người, quá đẹp. Chân váy 46 kg Phương Nguyên XS nè. Rồi tiếp à. Em dơ cái áo này. Tại vì khi nó mặc cái áo vàng, nó không mặc. Còn cái chân váy có XFM. Hải vé máy bay áo xanh size S còn không? Còn Nguyễn Hoa Ly ơi, có S nha chị ơi. Áo này 200. Áo kiểu này 200 FM. 50 ký độ lại mặc S, 51, 55 mặc M. 50 ký độ lại mặc S, 51 cho đến 55 mặc M áo này. Em Thúy Tết xong lại eo hơn đúng rồi. Eo nhỏ. Chân váy có eo 78 mặc M nha, chất co giãn mặt sướng lắm mọi người. Hết rồi chị Hằng Trương. Diệu Thúy Nguyên một cái quần XS còn không? Chân váy XS còn không? Em kiếm kiểm tra kỹ chưa? Hết chân váy XS thì chị Diệu Thúy Nguyên thôi. Áo em mặc mấy chị ơi, có một cái XS, hai cái size S nè. Xinh quá. Em lấy nha chị. Ô từ từ để cho xíu. Như Ý Vân Ngọc một cái chân váy em M. Diệu Thúy Nguyên hết chân váy của chị nha, hết chân váy size chị rồi nha. Áo này 200. 200 em có S là 50 ký độ lại mà S từ 51 cho đến 55 mà M. Áo phong này nha mấy chị nha, sale 200. Chị nói áo phong chốt cho em phong vàng. Thằng có chị chốt cho em mã 200 kèm size. Chốt cho em mã 200 cái gì? Hay là mấy chị chốt cho em mã 200 kèm size đi. Rất là đẹp luôn. Rồi áo em đang mặc còn chị nào chốt nữa không ạ? Áo lụa này đẹp lắm á mọi người, mấy chị chốt đi. Áo lụa này rất là đẹp, xuất sắc luôn. Chân váy này còn FM thôi. Phải không? Hết M luôn. Vậy là chân váy này em chỉ còn size S thôi nha mọi người. Chị nào chốt thì báo em. Chân váy này size S nha mấy chị nha. Eo từ 71 cho đến 75. Eo 71 cho đến 75 đi mọi người. Áo đủ size rồi, qua váy. Video đi tao qua váy. Áo này nhiêu? Dưới 50 kg. Áo này nhiêu? Áo này chất dài dặn nha mọi người nha. Mà không bị nóng mà. 450. Trời ơi cái áo xinh quá, áo tay bồng nè. Chân váy S chốt mẹ nhím. Ok. Váy M hết rồi chị Phương Loan Nguyễn ơi. Chân váy M hết rồi. Chỉ còn chân váy size S. Chỉ còn chân váy size S thôi. Áo 450 nha mấy chị nha. Chốt dài dặn xinh lắm mấy chị ơi. Rất là xinh, tay dài nè mấy chị. 50-55 mặc size S. Dưới 50 ký mặc size XS nha mọi người. Còn có 2-3 cái vậy thôi. Form nó như thế này nè mấy chị.
Form nó như thế này nè mọi người, dễ thương lắm. Chị nào thích mặc áo tay dài xanh xanh lấy cái áo này đi mọi người. Dễ thương nè. Đi chơi đi đồ cũng tránh nắng tránh gió. Rồi, mọi người. Rất là đẹp. Xinh ghê luôn. Ừ. Thấy con để đâu, lại thấy nguyên đống. Mới về. Áo 450 nha mấy chị ơi, còn có 2-3 cái thôi, chị nào lấy báo em nha. Đây ạ. À. Mấy chị ơi, mấy chị đang muốn xem gì? Ủa, áo kiểu này đẹp nè. Chúc mày thử đi. Giờ lên nè. ML. SML. Váy em đang mặc SML, S bé nhất không? Phải S size bé nhất không? Váy em đang mặc SML 53kg, độ là mặc S từ 54. Quần eo bao nhiêu? Quần eo dưới 70. Quần vi mặc còn chỉ eo dưới 70. Quần có dây dây này tầng kia đủ size luôn rồi bây giờ. Ừ, để lấy không? Lấy đi. 53kg, độ là mặc S từ 54-58kg, mặc M từ 58 cho đến 63-64kg, mặc L. Co giãn mấy chị, chất sướng lắm. Váy đẹp quá trời luôn Ngọc Diệp. Chị Thúy ơi, cái váy này có size chị nè. Sale cho mọi người 690 đi. 690 nha mọi người nha. Rất là đẹp nha mọi người nha. 690.000 chị nè. Trời ơi, cái váy này mặc lên trắng quá. Váy này mặc lên rất là trắng da luôn mọi người. Cái sọc nó đẹp. 690.000 chị nào chốt báo em ạ. Đây nha. 690.000, dưới 53kg, độ là mặc S từ 54-58kg, mặc M 58 cho đến 63-64kg, mặc L, vì nó co giãn á mấy chị. Nó co giãn mà thích lắm. Dập ly nữa mấy chị, dập ly nguyên cái váy luôn. Xe 690, chị nào chốt thì báo em. 690.000. Hết pin nữa chứ. Còn có 1%. Pin nè. 690, chị nào chốt báo em nha, váy này xinh lắm luôn á mọi người chốt đi. Váy này đẹp. Váy này đẹp lắm. À, học kiểu gì cô nói chuyện mình. Rồi chị nào chốt nữa không ạ? À? S. Cái áo phông này em còn hai cái size S, size 350 nha mọi người. Áo phông này còn hai cái size S 55kg, độ lại mặc xinh. Size 350.000, chị nào lấy thì báo em. Size 350.000 còn hai cái thôi nha mọi người nha. Còn hai cái size S 55kg, độ lại mặc xinh. Đẹp lắm á mấy chị chốt đi. Đơn giản. Đây à. Đơn giản thôi nhưng mà rất rất là đẹp. Phối với mấy cái quần nâu hồi nãy đẹp. Có cái quần sọt nâu nãy rất là xinh luôn. Chị nào chốt báo em nha. Đây ạ. À. 350.000, chị nào chốt em còn hai cái nè. Rồi váy em đang mặc còn chị nào chốt nữa không mọi người? Xinh như vậy mà. Chị hai áo Thành Nguyên. Chị Thành Nguyên lấy hai cái áo này luôn đúng không ạ? Chị hai cái, chị lấy hai cái. Ok. 350. Tiếp. Rồi, váy em đang mặc với chị không chốt em qua mẫu nha mọi người, váy xinh như thế này mà. 690.000, quá đẹp. Xong chưa Bi? Em qua váy dài cho mọi người nè. Để váy ngắn với mấy chị chán. Qua váy dài đi. Xin lời chị Ngọc Hiếu, Ngọc Hiền. Chị mặc size L đó. Rồi qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu nha. Bé bé coi quần size mấy. Báo mới giá tiền. XM. À, áo là XS SML. Quần nhiêu, áo nhiêu đi. Quần 550 rồi Bi. Quần 550. Quần có L, áo có L luôn á. Ừ. Áo nhiêu? Thằng giá luôn. 550. Món nào cũng 550, triệu mốt cả set. Áo XS SML, quần cũng XS SML, đồng giá 550 một món nha mọi người ơi. Áo vôn nha mấy chị ơi, áo sơ mi vôn. Sơ mi vôn nha mấy chị nha.
không nhớ nữa Ngọc Diệu ơi, áo thun ra hoa ra ra hả, nãy giờ là like váy nhiều lắm. Đây nha mọi người, áo em đang mặc sale 550 rất là xinh luôn á mấy chị, tay dài vôn nè, họa tiết hoa văn rất là đẹp à. Quần 550 luôn, quần này em có đủ size SSML. Quần đẹp lắm mấy chị, nó có luôn cái nịt nha. Nó có luôn cái nịt nha mọi người, nó có luôn cái beo nha mấy chị nha. 550. Trời ơi cái quần này size S. Áo xinh. Quần này form mặc sướng lắm mấy chị, dễ mặc lắm. Highlight mai một cái áo size S, ok. Áo 550 sale không mấy chị ơi. Giá này giá sale á. Hàng nếu mà mấy bữa tụi em like không có giá này đâu, mà đầu năm like sale cho sung không mấy chị. Đây nha mọi người, 550 đẹp lắm. XSSML, XSSML đủ size luôn. Đủ size chứ không phải lẻ size mà sale đâu, đủ size. Sale giá rất là rẻ, quần đây nha mấy chị. 550 XSSML luôn mấy chị, cho em cân nặng và vòng eo sẽ lấy quần dễ hơn nha. Quần này dễ mặc nè. Quần này size S chuẩn luôn. Quần nào mà em mặc S vừa thì em kêu chuẩn. Còn quần nào mà Minh Hiền Lê áo M. Ok chị Minh Hiền Lê, chốt thêm đi mấy chị, đẹp mà. Nè, quần kèm beo nha mọi người. Quần rất là xinh, dễ mặc, dễ phối đồ. Quần kaki của Zara nè mấy chị ơi. Quần kaki của Zara nha. Quần 550 quá rẻ. Quá rẻ. Cực kỳ đẹp luôn. Áo của chị nào chốt thêm không ạ? Áo chất liệu và chất von chị ơi. Xinh nè, xinh nè. Đây, mặc lên không có lộ đâu mọi người. Không có lộ hàng nha. Em đứng mặc trước ánh đèn. Em nha. Đứng trước ánh đèn vẫn không bị lộ nha mấy chị nha. Dễ mặc lắm. Đây nha mọi người, quần 550, áo 550 đủ size. Chị nào lấy gì báo em nha, đủ size. Cổ nè, cổ gài lên tới đây nha, xinh lắm. Nút dấu nè. 550 chị nào lấy báo em nha. Quần áo đồng giá. Váy em đang mặc 1150 size quần 950. Em còn S và M. Từ 52 cho đến 57 kg mặc S. Áo 550 chị. 58, chị thấy rồi. 58 cho đến 63 kg mặc M mọi người. 52 cho đến 57 kg mặc S. 58 cho đến 63 kg mặc M. Váy này sale cho mọi người là 950, 1150 sale 950. Còn 1S 2M nha mọi người chốt đi. Hoa đẹp, hoa đẹp quá. 1S 2M. Áo 54 kg mặc size S chị Nguyễn Lan ơi. 54 kg mặc S áo. Áo chuẩn size mấy chị, cứ mặc size gì mấy chị chốt size đó đi mấy chị. Chuẩn size á mọi người, nên mấy chị khi nào cái nào mà nhập phơm nhỏ thì bọn em sẽ nói mấy chị tăng lên một size. Còn tụi em không báo tăng là phơm chuẩn, mấy chị cứ mặc size gì mấy chị chốt size đó. Chị nói gì chị, mai 49 cái này chị chốt áo size S á. Đó là chị XS đi. Nguyễn Lan một cái áo size S, ok. Lấy áo mai bỏ qua chị Nguyễn Lan. Đó là chị Alex Mai XS. Ngọc Hiền tìm size gì? Ngọc Hiền tìm size gì? Cái này 52 cho đến 57 kg mặc S. Áo vi mặc M nhé, ok Thảo Nguyễn, vi đi vô mọi người mới chốt. An Nhiên ơi, chốt váy hay là chốt áo ạ? Váy hay là áo chị ơi? Váy hay áo ạ? Chị, ê, chị Thảo Nguyễn áo M ghi chưa? Lo gì á? Có quần size chị không có, chị Minh Hiền Lê, Minh Hiền Lê mặc quần M đi. Đi vô mấy chị chốt. Giận hết sức. Rồi em chờ mấy chị chốt nha. Quần có S, XS, ML đủ size, áo zoom chị mà. Mặc có size zoom là gì? Em đâu chưa có mặc zoom mà. Đây cái này là chị 6 mấy ký mặc vừa chị Ngọc Hiên. Lê Ánh Tuyết. Lê Ánh Tuyết một cái đầm thấy mặc size S nè, chị Loan Phan ơi chốt cái gì? Chị Loan Phan ơi, chị Loan Phan chốt cái gì? Chốt đầm mấy chị chốt mã đầm, còn mấy chị chốt áo vi mặc thì chốt mã áo nha. Ê, Lê Ánh Tuyết váy thấy mặc size S. Vậy là còn hai cái size M. Đó là còn hai cái size M. Rồi à, từ rồi xong cái này vi vô thì em sẽ ra. Váy em đang mặc là còn 58 cho đến 63. 6 mấy ký cũng được vì eo chun đó mọi người. Mặc thoải mái lắm mấy chị. Eo chun mặc sướng lắm. Mặc thích lắm mấy chị ơi. Mặc xong mấy chị lại kiếm mua. Đầm em mặc lon phan một cái đầm. Trời ơi cái đầm này mấy chị mặc lên thích lắm, lon phan cái đầm này.
đầm chị mặc có size, đầm chị mặc có size gì. Váy thí mặc này còn size M là tầm 58 cho đến 65 kg, vì eo chun nha. Eo chun 58-65 kg mình ăn gian được á mấy chị, vì eo chun nha mọi người nha. Mặc rất là thoải mái luôn. Em còn một cái size M nữa chị nào chốt đó em. Mấy chị đang mặc chốt lên anh một Tuyết á. Một rừng hoa. Rồi qua mẫu nha mọi người. Mấy chị kêu không? Vô đi mấy chị đang kêu mày. Em đây mấy chị ơi, quần XS SML 550, áo cũng như vậy luôn, đủ size XS SML 550 luôn mọi người ơi. Rất là đẹp nè. Chị Nga ra lấy một cái chị mặc size M. Chị Loan Phan lấy S hồi nãy là chốt rồi đúng không? Ok, chốt với chị Nga ra nè. Cái váy thấy mặc size M nữa là hết nè. Rồi vậy là váy thấy hết nè. Chị Hiếu Nguyễn một quần size M, ok, quần 550, quần đủ size. Chị Loan Phan có váy size M. Nãy giờ mới hỏi. Tao nữa, phải mình mày đâu. Bỏ áo ra ngoài, chị xem, vâng. Không, nhiều lúc ở trên đang coi. Đây áo đây mọi người ơi, áo đây mọi người ơi, sale. Cái gì nhắn nhiều dữ vậy? Ờ, trong Tết em được. À, để xíu em kiểm tra đi chị Nguyễn Hồng Thanh, nó không có gửi hả? Trời ơi, giờ chị muốn lấy không? Để em kiểm tra. Chị muốn lấy thì em kiểm tra cho chị nha. Mấy chị thông cảm đi, tự nhiên nói chung là hồi trước Tết có việc gia đình đó mấy chị, nên tụi em hơi lu bu một tí, mấy chị thông cảm nha. Giờ chị nào ấy chưa mấy chị nào mà chưa nhận được đơn hay là có thắc mắc gì nhắn tin lại đi, rồi bên em sẽ bây giờ hoạt động lại rồi, nhân viên nó sẽ check in box đó mấy chị. Thông cảm nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, cái áo em mặc 550, còn XS SML. Ok chị Nguyễn Hồng Thanh tí nữa kiểm tra cái đơn của chị. Đây nha mấy chị nha. Quần đẹp lắm mấy chị, quần có kèm béo chị không thích mấy chị gỡ ra. Này nó đi kèm phụ kiện cho đẹp. Đây. Đây. Rồi giờ hỏi chuyện giờ gửi luôn cho chị được không? Chị hỏi chị Nguyễn Hồng Thanh giờ gửi luôn cho chị được không? Chị Nguyễn Hồng Thanh ơi, cái đơn của chị bây giờ gửi được không? Kaki hay vải? Cái quần là kaki, áo là von nha. Đó chỉ còn hai màu hay size thôi. Chị Nguyễn Hồng Thanh ơi, cái zoom mà chị nói. Cái zoom mà chị nói là còn hai màu hai size trắng đen được không chị? Có được không chị Nguyễn Hồng Thanh? Bảo Hà Trần size M áo. Ok, chốt chị Bảo Hà Trần cái áo size M 550 nha. Áo này đẹp lắm mấy chị. Quần đẹp lắm mấy chị Đỗ Tùng. Ông ta chị Đỗ Tùng hỏi hả? Đúng rồi. Quần này đẹp lắm. Cái áo này mấy chị mặc serving quần tay dài, mấy chị đi làm rất là sang luôn á, em bảo đảm với mấy chị rất là đẹp. Quần em M chốt chị Nguyễn Nhung. Còn hơn không vậy? Vi đây mặc quần còn hơn nhiều mà. Vi đây mặc quần size S. Áo đẹp lắm mấy chị, cái hoa này rất là xinh nha mọi người. Cái màu này nó dạng như vệt sơn á. Mặc lên rất là sang luôn. Sang thiệt, áo đẹp thiệt. Sang quá rẻ luôn. 550. Cái chất mát lắm mấy chị ơi. Tay dài nữa mấy chị. Ok em, Như Thúy mặc nhé em. Size Như Thúy mặc. Ok chị Nguyễn Hồng Thanh. Nguyễn Hồng Thanh hai màu chị áo nha. Mấy chị chốt báo thêm đi mấy chị, để qua rồi không kiếm lại không ra cái áo này đâu mọi người. Đây chất vải rất là đẹp, kiểu cũng rất là đẹp. Mấy chị mặc với quần tay dài, chân váy mấy chị đi làm cũng rất là hay luôn á. Đây đẹp nè. Áo 550, quần 550 nha mọi người nha. Quần đây. Đây nha mọi người. Có Như Ý Vân Ngọc ơi, sơ mi lụa Thúy có mà đợi mới ra xong lại. Cái này không chịu hả? Là màu trơn. Lấy quần luôn nha, Minh Hiền Lê lấy cái quần. Em mờ. Chị sao chị bao nhiêu ký chị Minh Hiền Lê? Chị Ngọc Trần ơi, áo chị F. Lấy áo size gì vậy? F. Ok, chị Minh Hiền Lê ơi, chị bao nhiêu ký nhờ? 58 59 ký đúng không? Áo F. Chốt đi mấy chị ơi, còn chốt mấy cái nữa. Nhiều vậy. Tao sẵn gì đó đây. Hai đứa nhân viên mình thấy nó ngáo rồi đó. Đây mình thay quần tay đi, hai đứa sẵn rồi. Có chị, đợi em chút. Chị Minh Hiền Lê 61 kg. Lấy quần L đi. Quần L. Lấy áo luôn không?
với hàng Thúy Mặc, với Hồng Thúy Mặc còn còn size S M, đợi xíu Thúy ra nha, để em like xong cái mẫu này Thúy ra đây nha mấy chị. Chốt mã em xong chưa cho chị quần luôn, 54kg cao 1m6, lấy chị size S. Chị Nguyễn Lan, Nguyễn Lan lấy thêm cái quần size S, Vi đang mặc size S này nha. Chốt áo luôn đi chị, quần có nút chị vừa không vừa hết chị. Rồi hết, hết quần nút nãy hết rồi. Chị hỏi cái quần nút nãy chị vừa không? Hết, hết rồi chị. Quần nút nãy để coi có màu trắng mà không biết có size chị không. Màu trắng được không mấy chị? Màu trắng đi. Để em qua mẫu nha. Đầm em đang mặc S là size bé nhất. Tương tác nó ghi là có XS nhưng mà trên web nó là S bé nhất nha mọi người. S bé nhất, dưới 57kg mặc S đi, dưới 55kg mặc S đi. Ở sau trơn chị, ở sau có túi không mày? Cái quần mày mặc sau có túi. Tôi giả chị ơi, tôi giả nha chị. Váy em đang mặc 56kg độ lại mặc 56kg độ lại mặc S. Từ 57 cho đến 62, 63kg mặc M. 750.000. 750.000 chị nào lấy à? 750.000 mọi người ơi, váy này xinh lâu quá luôn á mấy chị. Xinh quá xinh. Xinh xuất sắc. 750.000. Là sao chị Nguyễn Lan nói gì vậy ta? 50-56kg mặc S, từ 57 cho đến 62kg mặc kem size M, 750 chị chốt đi. Minh Hiền Lê một cái váy 750 size M, ok chị. Váy này mặc xinh lắm mọi người, chất không nhăn nhầu, mặc rất là mát luôn. Chất rất là mát. Vân Lê một cái đầm size S, ok. Đợi em xíu đi chị. Cho xem váy màu nâu treo vàng với. Chị Nguyễn Lan ơi, quần chị vừa à? Nâu nào trời. Đầm size S Vân Lê có rồi nè. Còn size gì? Ngọc Trần S, hết chưa? Ngọc Trần ghi đi. Ngọc Trần S. Vậy là váy em đang mặc còn cái size M nữa mọi người. Còn cái size M nữa là hết. Váy hồng em hết size của chị Mai Châu rồi, còn cái size M nữa. Ê, cái sao mày mặc chiếc này Vi? Hay là chiếc áo này cũng đẹp nè. Cái này đi. Váy em đang mặc còn cái size M nha, hết S rồi nha mọi người ơi. Chị nào chốt báo em. Đầm hết S, chỉ còn size M. Hết S còn size M. Tiếp tục. Chị nào chốt thì báo em. Bé, em có cầm điện thoại đâu. Chị đọc số nhá máy chị để lên nè. À thấy. Hồi mày tao thấy trên ghế mà. Đầm em M Giang Nguyễn. Giang Nguyễn mới làm mờ rồi hết. Hết tặng. Áo 590, quần 650. Quần 650. Quần 650 SM, không biết có lỡ bé chạy lại coi quần, chị quên lấy quần cho em chỗ cũ. Mày ngồi lấy tao coi cho. Áo 590, quần 650. Trời ơi, áo siêu đẹp. Quần là có ý đét không? Quần SML nha mọi người nha. Quần SML. Chị Minh Hiền Lê mua áo khoác gì ạ? Em thấy có mấy cái áo khoác riêng chứ là áo khoác vest. Trời ơi, cái áo này đẹp lắm mấy chị. Áo tay dài kiểu ôm body á mọi người. Áo tay dài kiểu ôm body á mấy chị. Đây đã mặc cái áo khoác cái quần này đẹp. Đó đó. Cái quần vàng nó lên đẹp, quăng ra đi, quăng ra đi. Áo vàng đẹp lắm nha mấy chị ơi. Nè thôi giờ em like quần đi. Nè em like quần trắng nè cho chị nào muốn lấy cái quần nút này nè. Khoác len đó chị Minh Hiền Lê, đợi em tí. Đợi xíu nha mấy chị. Quần Vi mặc 650, chị nào chốt nữa không ạ? À? SML nha mấy chị, quần em mặc 650 SML đi nha mọi người. Quần nút siêu xinh, sale 650. Sale 650, quần trắng hồi nãy chị nào hỏi quần trắng này à. Cực kỳ đẹp luôn. Mặc lên eo ót rất là thon nha mọi người, 650 chị nào lấy báo em nha. Đây ạ. À.
Đây nha mọi người, quần 650, áo 590. Tôi thấy lên đầm thì thấy tôi kiếm cái quần dài tao mặc. Quần vàng đó đó. Đây size gì á? Size gì? XS, không phải cái màu kia. Thấy góc đằng kia mà. XS, SM. Có là không biết nữa. 750.000 váy em đang mặc nha mọi người. Size 750. XS, SM. Biết cái lời không? Ủa cái quần đen nãy còn L nè. Cái quần nút vi mặc có màu đen còn size L đó, lấy sót á. XS, SML. XSM váy em đang mặc nha mọi người nha. 50 kg độ là 52 kg độ là XS, từ 53 cho đến 57 kg mặc S. 58 cho đến 62, 63 kg mặc M. 750.000, chị nào lấy thì báo em. 750.000 nha mọi người ơi. Xin lắm. 750.000, chế nào chốt thì báo em. Chế nào chốt báo em 750 à. Vâng. Chị ơi, em đâu có em. Hết rồi chị Trần thì Bích Thảo, hết rồi mà. Cái váy hồng nó hết rồi mà. Hết nãy giờ rồi mà ta. Sao em thấy chị Giang Nguyễn trước mà. Tiếp tục nha mọi người. Váy em mặc xinh là mấy chị chốt đi. Cái áo này S. S L. SML. Cái áo cột phía trước nha mấy chị. SML, S là size bé nhất, 50kg độ lại mặc S. 50-51 kg độ lại mặc S, 52 cho đến 55-56 kg mặc M, 57 cho đến 62 mặc L nha mấy chị nha. Áo này sale cho mọi người là 390 luôn. Em còn 3 cái sale cho mọi người là 390. Chị nào lấy thì chốt cho em à. Áo 390 nha mọi người. Xin ơi là xin luôn. Đây à. Xong này tao lên cái zoom coi. Lên cái zoom hoa đi. 390.000, chị nào chốt báo em áo cột à. Cột phía trước nha mấy chị nha. Mặc quần sọt rất là xinh. Chị mặc cái quần sọt đen, sọt trắng gì cũng đẹp á mọi người. Đẹp không? Nhìn lên giá đẹp quá không? Mệt tại mặt rộng á, mặt thấy mặt rộng á. Chốt cho em mã 390 nha mọi người nha. Chốt cho em mã 390. Cảnh Nguyễn 390 size S. Ok chị Cảnh Nguyễn nè. Ngọc Diệp M. Ok chị Cảnh Nguyễn nha. Ngọc Diệp M nè. Hot S rồi còn cái L. Ngọc Diệp M. Còn cái L 58 cho đến 62, 63 kg. 58 cho đến 62 kg đều còn cái L nha. Thu Thảo Trần L nè. Quần S và M nha mọi người. 790.000, eo 72 tới 76, mặc quần size M, eo dưới 72 mặc quần size S nha mấy chị nha. Sale 790, quần áo 590 nè. Đẹp quá mấy chị ơi, em đứng xa ra cho mấy chị coi dáng quần. Trời, cái quần của Zara mặc lên nó sướng. Chất nó mềm lắm mấy chị, nó coi giãn nhẹ mọi người. Đây nha mấy chị nha. Em mặc size M nó hơi rộng tí, eo từ 75, 78 nha mấy chị. 75, 78 lấy quần size M. Eo, eo 70, 75 mặc quần size S. Áo L chốt đi trăm nguyên. Áo nào vậy ta, nãy giờ mày vô cái áo nào? Phải không chị Trâm Nguyên? Quần mặc đẹp quá trời luôn á. Áo em là 590, chị Trâm Nguyên chốt lại giùm em nha. Chị nào lấy hả? Áo có hoa không Thúy? Có áo hoa không Thúy, nghe không rõ. Chị có áo hoa không? Hồi nãy chị Nga Nguyễn chốt cái áo không. Hoa này vậy? Không, không. Không chị Nga Nguyễn ơi, hồi nãy chốt không kịp chị. Mạng yếu không mọi người. Mấy chị ơi, mấy chị có coi rõ không? Có nghe rõ không? Mấy chị chấm 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 giùm em đi mấy chị. Cả bộ bao nhiêu? Quần 790. Áo 550 à. Để em cộng cái. 790 cộng 550. Cả set 1340 nha. Quần 790. Đây, quần còn em còn S và M. Đẹp lắm mấy chị ơi, mặc xuất sắc cái quần này luôn á, mặc lên thoải mái lắm nè. Eo 70 75 mặc quần size S, eo 75 80 mặc quần size M. Áo chất lụa. Nó sao ta? Nó
nó lưới lưới mà nó ôm mà nó giống lụa vậy đó chị, nó mềm. Tuyết Y Thi lấy quần size S ok. Bé nha mọi người, cái màu này lên sang lắm mấy chị, phối áo đen áo trắng áo gì cũng đẹp hết. Cho chị cái quần size S ok, cho chị Lâm Linh Ngọc một cái luôn. Nguyên mặt M này chị Lâm Linh Ngọc ơi. Không, chị mua để dành, chị chốt cho gì cứ để. Ok. Mua để dành ốm với mặt đó. Dễ ốm quá ha. Trời em mỗi lần ốm sao khó khăn quá. Vậy là mấy chị còn chốt quần nữa không ạ? À? S và M nha mọi người. Quần S M không hả? Không có. Áo SS chốt set candy ok. Chị set candy một cái áo SS, áo 550 thôi mấy chị, áo 550 đẹp lắm nè. Kiểu đó vậy nè. Ok ok em lấy cho chị size S nha. Đây nha mọi người, đúng rồi quần em mời em mặc hơi rộng. Tại vì cái mông thôi chứ cái eo thì hơi rộng. Eo 69 ốm nhôm. Đã dữ vậy. Lấy set vi mặc size S chị Ngọc Trần. Cái quần size S, cái áo size S luôn chị Ngọc Trần nguyên set. Đây nha mọi người. Đẹp lắm mấy chị ơi, mặc cái quần này lên tự tin lắm mọi người. Em á là bụng bự nè, mông bự nè, mặc quần xấu lắm. Mặc cái quần này lên tự tin hẳn luôn. Eo bự nữa chứ. Chị Hoài Phong Hồ một set size S còn không em? Áo S á. Quần còn S không? Quần chị đang mặc tới M luôn. Hết quần S rồi. Alo chứ. Có quần XS có chị Nancy Như ơi, chị Hoài Phong Hồ ơi, em còn áo S thôi, quần em còn S. Quần em còn XS và M. Đầm cơ rô đỏ là đầm ngủ á. Quần em M tương đương size mấy hả? Tương đương size 38 á chị. Áo chất vải gì hả? Đây chị, chất gì mềm mịn co giãn nhẹ nè. Nó vậy nè. Mặc đã lắm chị Thủy Tiên ơi. À, chị Nancy Lư, chị nha Nancy Lư Nancy Như lấy cái quần XS. Chắc có việc gì, chắc gọi nó không được quá. Tiếp đi mấy chị, quần em đang cầm cái gì? Quần còn hai cái M mọi người ơi, áo thì còn cái gì đang mặc, áo còn nữa không? Áo còn S, M là hồi nãy có chị nào lấy set S em lấy áo này chưa? Có chị nào trước không, có cái chị kia lấy một set là chị Ngọc Trần rồi đúng không, là có rồi đúng không? Áo chị Thủy Tiên, chị Thủy Tiên ơi, chị bao nhiêu ký, vòng một bao nhiêu? Em còn áo size S thôi. Còn chị Nancy Như, cái kiểu này hình như em thấy còn màu khác nữa mà để em lên tiếp cho. Áo còn ít, còn S và M thôi mấy chị. Em đang mặc size S nè, mà tại vì em mặc thường thường áo XS thôi, áo này em mặc size S nè. Chị Thủy Tiên lấy qua áo này size S được không? Chị Thủy Tiên 49 kg. Ngực bao nhiêu chị? Ngực bao nhiêu? Ngực bao nhiêu em lấy cho, sợ ngực mặc chật cái XS á. XS nó bé lắm. Tại cái này nó ôm á mọi người. Áo này là form ôm á mấy chị. Rồi mấy chị ơi, còn ai chốt quần nữa không? Quần em còn hai cái M. Eo 75. 75-80 nha. Ngực 86 lấy S thì chị Thủy Tiên ơi. Quần 790 nha Trần Phương. Chị Thủy Tiên ơi, ngực 86 bằng Thúy lấy áo S đi, áo XS không vừa. Cái áo này nó hơi ôm, áo XS không vừa. Ok thì em lấy áo S cho chị nha, áo 550. Thủy Tiên áo S. Thủy Tiên mặc áo S á. XS M váy em đang mặc 950 nha mọi người. 950 mua được giá sale à? Set Fendi mặc áo S chị. 52 kiếm phải mặc áo S nha mọi người, từ 50 cho đến 55 mặc S nha mấy chị nha. Váy em đang mặc là XS FM 950.000, váy xuất sắc luôn mọi người ơi. Mấy chị chốt đi. Váy xuất sắc luôn. XS M eo chun, dễ mặc cực kỳ. 53 kg được làm mà XS từ 54 cho đến 57 kg mặc S. 58 cho đến 63 kg mặc cho em size M nha. Sale 950 mấy chị chốt cho em đi. Sale 950 xuất sắc. Set Candy nãy chốt cái gì à? Chốt XS hả? Chị đổi lại áo size S kìa không ta? Chị đổi gì vậy ta?
Nãy chị chốt gì vậy? Chị xách handy thì để em coi nãy chị chốt gì. Ủa chị xách handy nãy chị chốt gì? Nãy chị chốt gì vậy? Có quần không? Có xét không hay như thế nào? Đổi lại vậy là em hết rồi đó chị. Em hết S rồi. Em còn XS và M gì bỏ đơn của chị ra. Để chốt áo thì bỏ cái đơn áo XS ra đi em. Hết áo rồi. Hết áo S rồi. Hết rồi chị ơi, hết XS rồi chị. Vậy hết S rồi. Em chỉ còn XS ML thôi chị ạ. Váy em đang mặc là 950. Trong Tết là em bán là 1.290.000 đó mọi người. Hãng sale thì em sale luôn cho mọi người á. Vì cái váy này em mua giá lúc không sale là em sale này là lỗ đó mọi người. 53 kg độ làm XS, từ 54 cho đến 58 kg mặc S. 59 cho đến 63 kg, 58 cho đến 63 kg mặc cho em size M. Tuyên nguyên một cái váy size S ok. Váy này đẹp lắm, Vi nó vừa lấy một cái để mai mặc đi chơi á mọi người. Có một chụp hình em up cho mấy chị xem. Váy này mặc sướng lắm, chất vôn mặc sướng ơi là sướng. Jessica Ngô lấy cái váy XS ok. Chị lấy váy không chị Jessica Ngô? Cho số điện thoại khách mới kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Cảm ơn Khánh Dung. Nãy giờ không thấy Khánh Dung. Giang Nguyễn một cái đầm size S ok. Jessica Ngô cho thí sinh số điện thoại, chốt mới chốt đơn được cho chị nha. Vậy là em còn size gì cơ? 950. Ok, Khánh Dung một cái đầm size S nè. Khánh Dung lấy S. Chị đang mặc XS. 950 váy này xuất sắc, ở ngoài rất là đẹp. Jessica Ngô lấy XS chưa? Hết S rồi hả? Hết S rồi chị Coca Di Nam, em hết S rồi. Em còn XS và M. Em còn một cái XS và hai cái size M. Chị nào chốt thì báo em. Cái váy này mặc lên nhìn rất là gầy mọi người. Mặc gầy nhìn đẹp lắm. Biết mà. Thấy ghế góc kia kìa. Nhìn đẹp ha. Mặc lên nó rũ đẹp ơi là đẹp. Còn XS và M, chị nào chốt nữa không? Xinh quá, đây là eo chun nha mọi người. Thích ơi là thích. Mặc sướng. Lấy size M Hưng Chu. Ok chị Hưng Chu, size M nè. Váy này đẹp, giả mang luôn nên mấy chị nghe lời em mấy chị chốt đi. Còn một XS và một M nữa là hết. Xong cái này em sẽ lên cho mấy chị một cái zoom. Vừa chị Giang Nguyên. Vừa nha chị nha. Tại vì eo chun nên chị mặc thoải mái nha chị ơi. Rồi còn chị nào chốt nữa không? Báo em luôn nào. Đại áo bên này nè. Ê, cái áo đen đen hồng xanh xanh nó được không? Nó tối góc này nè. Váy Thúy đang mặc XS. Ngọc Trần vừa, chốt Ngọc Trần XS đi vì eo chun. Váy Thúy đang mặc chỉ còn một cái size M thôi mọi người. Chỉ còn một cái size M thôi chị nào chốt. Ủa, quần đẹp quá. Đẹp thiệt. Mày mặc đẹp thiệt. Nè, đưa cái áo trắng này cho nó đi. Không cái áo trắng nào đưa cho mình cái. Ngọc Trần ít em. Ok, Ngọc Trần chốt rồi. Vậy là còn Thúy chỉ còn một cái size M thôi mọi người. Còn duy nhất một cái size M. Chị nào chốt báo em. Còn duy nhất một cái size M. Chị nào chốt báo em nha. Ừ, cái nào nhiều đưa nó thôi. Còn duy nhất một cái size M à. Chị nào chốt báo em nha. Xinh quá, xinh quá. Rồi, Baby Doll. Xong cái này lên Baby Doll. Xuân Trang ơi, vừa M 58 cho đến 63, 63, 64 kim được. Sovin, ê, mà lấy cái nào Sovin vô cái xin đơn vị. Cũng được. Áp đèn cũng được, cái áp đèn này với. Sovin vô. Nè. Này Sovin thả dũng đẹp á. Sovin nó vô nè. Lấy Xuân Trang, ok. Giờ là hết váy nè. Hết váy, hết váy. Cái gì nó cho em nhiều nhiều cái quần đẹp quá mấy chị ơi, quần người mặc size S hả?
Gì đẹp á? Đẹp thiệt mày ơi. Quần lưng cao nha. Báo size quần đi em. XS, SM. Có L. Cài nút áo vô. Cài lên cho anh nè. Áo này cái lăng nè. Quần 790, quần ống suôn. Có giãn nhẹ nha mọi người. Áo 650. Áo 650 nè. Trời, áo này cái lai đẹp lắm, cho mấy chị xem cái lai. Cái áo này mấy chị mặc quần sò cũng đẹp, cái lai nó rất là đẹp nha mọi người. Đây ạ. À. Áo này đang mặc sao gì? XS. Quần 790 đúng không ta? Nhớ đúng nhớ quần không? XSML. Mày đang mặc XS hả? XSML. Quần 790. Quần 790 nha mọi người, quần ống suông à, trời ơi. Mấy chị thích phối áo sao cũng được nha. Này em lấy lại cái áo này em phối nè mấy chị. Quần ống rất là đẹp luôn á mọi người, dành cho những chị nào thích ống suông nè. Những chị nào mà chân gầy á, mặc quần ống ôm không đẹp á mấy chị, lấy cái quần ống suông này lên bảo đảm che khuyết điểm xuất sắc luôn. Đây nha mọi người. Những chị nào mà ống cái chân mình gầy quá mấy chị, mặc đồ ôm á thì nhìn mình sẽ lèo khều lắm. Quần có màu khác hả? Em chưa biết nữa chị, em mới một màu hả? Có một màu thôi chị Ngọc Trần ơi, màu ruốc. Màu này màu ruốc á mấy chị. Màu hồng ruốc. Rất là đẹp luôn. Màu hồng ruốc nha mọi người. Màu này cực kỳ đẹp và lạ nữa đây mấy chị. Có giãn nhẹ nha mọi người, mặc rất thoải mái. Ôm cái bụng lên nhìn che khuyết điểm hết. Quần đẹp quá. Đây nha mấy chị thích mặc với áo phông, áo gì cũng đẹp hết hả? Áo gì cũng đẹp hết. Có cái áo len nè. Còn cái size S nè. Quần S Diệp Thị Mỹ Linh. Quần có 7.9 thôi mấy chị. Áo chị Đoàn Julia. Lấy size chị Đoàn Julia. Ok. Con cái áo len này size S mấy chị ơi, nhưng mà em nghĩ chắc 50-55 không, ta để coi coi dạng. Sale luôn cho mấy chị nào rồi, chuẩn bị đi Đà Lạt đây. Sale 450 cái áo này nha mấy chị nha, kết ngọc. Áo này nó có kết ngọc hết nguyên áo nha mấy chị. Size S 50-55kg nha mấy chị coi dạng. Chị nào chuẩn bị đi Đà Lạt nên mua đi mấy chị ơi, xinh lắm. Xinh lắm, mua cái để dành đi du lịch mặc chụp hình nè mọi người. Tay bồng nha. Tay bồng nha, trời ơi xinh quá áo len nè. Áo len kết ngọc hết cái áo luôn, rất là bánh bèo luôn. Áo 450 Trang Nguyên nè. Trang Huyền. Trang Huyền. Quần 790. Áo 650, còn chị nào chốt nữa không ạ? Đẹp lắm nha mấy chị. Đây nha mọi người, quần này là che khuyết điểm. Thấy đọc comment giùm coi. Áo bao nhiêu, phải không? Áo 650 á chị Diệp thì mới lên ơi. Lấy nguyên set luôn đi mọi người, lấy nguyên set luôn đi mấy chị. Vi mặc quần size gì? Size S. Em mặc quần size S à? Mẫu này mặc thoải mái lắm mọi người. Áo 650 mọi người ơi. Quần 790. Chị Thủy Tăng Gia ơi, quần 790. Đẹp lắm mọi người ơi. Đây nha mấy chị nha. Quần đây ạ. Mang guốc cao cao đi đẹp nhờ. 790 nha mọi người. Túi hai bên nè. Túi hai bên. Quần ống sớ. Chị nào chốt quần nữa không ạ? Quần 790, áo 650. Quần 790, quần đủ size. Có quần sọt, nãy giờ em lên quần sọt nhiều lắm mấy chị mới vô hả chị? Chị mới vô hả chị? Đợi em tí em lên lại nha, nãy giờ em lên quần sọt nhiều lắm rồi. Em mới cho qua chị xem form áo nhé. Đây chị Thảo Nguyễn ơi. Form áo đẹp lắm. Còn XS mà xinh lắm, thả ra cũng đẹp. Lai cưng ơi là cưng. Đây, thả ra cũng đẹp, nhét vô cũng đẹp, kiểu gì cũng đẹp. Đây nha mọi người ơi, áo ren nè, đứng gần với chị xem áo nè. Dạ đợi em tí nha, tí nữa em làm mấy mẫu rồi em bồng lại quần sọt. Quần 790.000 mọi người ơi. Áo 650.000. Quá đẹp mấy chị ơi. Đứng xa tắt luôn. Cho mấy chị nào mới vô coi lại dáng quần nha mọi người. Đọc comment thấy mấy chị. Áo trắng. Chị Thanh Tiền Hoàng một cái áo trắng size M đúng không chị Thanh Tiền Hoàng? Đúng thì ok giúp em đi ạ. Có chị một cái trắng M Thanh mặc Tiền cái Hoàng quần à. Này cái mông hơi bị đẹp á mọi người. Không có S, áo chỉ còn XSL. Hết M chị ơi, chỉ còn L thôi ạ. Chị Thảo Nguyễn ơi, áo này chị lấy L đi chị, form nó cũng bé á chị. Chị Thảo Nguyễn ơi, nếu mà chị mặc áo M qua form này chị lấy áo L đi, tại form nó không có. Ok Thanh Tiền Hoàng ok đúng rồi đó. Có
XS và L. Không có to hơn bao nhiêu, đưa cái L lên chị đi. Chị Đảo Nguyễn ơi, chị tại Nguyễn phong này phong ngắn ngắn á chị. Áo chị Nguyễn Hồng Thanh một cái quần size S mà dơ lên chị coi cái L nữa. Đây cái L nè chị, cái L nè chị. Okay, ok ok cho chị Thảo Nguyễn nè. Tại vì cái nào mà em nhắm em qua size được thì chị em báo. Hết quần đây rồi hả? Dịp Mỹ Linh 2XS áo còn không? Còn đủ hai cái rồi hết áo. Dịp Mỹ Linh lấy nguyên cặp luôn đúng không? Tao mặn cái nè. Vậy là em còn quần size gì? Cái ừ. Này cầm đưa cho nó đi dịch thì Mỹ Linh hai cái. Cái váy này em nói mấy chị nó siêu đẹp luôn mọi người mấy chị không? Biết em về Tết đấy mà em không like được áo hết. Dịch thì Mỹ Linh hai cái. Em không like đều được á mọi người. Em có công việc em không like được nên thành ra bây giờ lấy ra sale. Ở trong Tết của nó là 1090. Áo hot. 1090 chất rất là mềm, rất là đẹp. Áo size làm size gì em? Cái tay nè. Dạt qua một bên cái nào like rồi để góc nhưng mà dục nhìn nó đâu có biết cái nào rồi. Size gì? XSFM váy baby doll này siêu đẹp. Sale 790.000, 1090 size 790 chất rất là đẹp mọi người, mềm mát cực kỳ luôn. XFM mấy chị chốt đi. XFM baby doll. Em cao mét 64 em mặc như thế này là mấy chị mặc nó sẽ không có bị ngắn nha mọi người nha, vì em cao quá mọi người. XFM chị nào chốt thì báo em. 790.000, rất là rẻ luôn, cái màu nó đẹp á mấy chị, chụp hình sống ảo là hơi bị đỉnh. Cái này đi du lịch đó. Mùa này mấy chị đi du lịch mấy chị chụp hình là hơi bị đẹp á. Chụp hai đưa áo cho nó cả. Chụp hai chứng minh. XFM 53, cái độ làm XS từ 53 cho đến 57, 57, 58 ký mặt S. Từ 58 cho đến 60 mấy ký, 63, 65 ký mặt được size M nha mọi người nha. Rất là xinh hoa, xinh quá luôn á mọi người. Cái cổ bèo bèo nè. 790.000, sale quá rẻ luôn. Chị nào lấy thì báo em. 790. 790, 790, chốt đi mọi người. Áo này đẹp. XS S sale luôn. XS SM sale 490.000 nha mọi người ơi. Không. Cái đó mặc cái nào service cho nó xinh. Cái mình đang cầm đẹp á. XS SM sale 490.000 đó mấy chị thấy rẻ ghê chưa? Quá rẻ luôn. 490.000 chị nào chốt em cái này mà mặc với quần sọt xinh lắm luôn á mọi người. Quần sọt hoặc chân váy ngắn á, quần giả váy ngắn á mấy chị. Đẹp lắm luôn. Sale cho mọi người là 490.000, chị nào lấy thì báo em nha. 490.000 nha mọi người, xinh quá. Đây ạ. À. XFM. Vết hồng nào ấy nhờ? Vết hồng nào chị yêu? Em không nhớ cái vết hồng này luôn á trời. Chị Nguyễn Minh Thanh một cái áo M, vậy là hết M. Còn XF vậy. Lâu quá em không like á mấy chị. Nay em lên em like em lộng cộng mà em mất trí nhớ mọi người. Trần Ngọc Hạnh một cái áo XS. Lâu quá không like mấy chị. Lên là em bị lộng cộng liền. Like là ngày nào cũng live stream nói chuyện với mấy chị nó không có bị lộn xộn. Lâu quá hai đứa lên cái lộn xộn. Mấy đứa nhân viên nó cũng lộn xộn. Trước khi like mà nó nói nay nó rung quá. Chịu không nổi. Còn XS và S thôi nha mọi người. Hết mờ phải không. Còn XS và S 490.000. Áo này rất là đẹp. Chất cái chất cô tông rất là đẹp. 490 chị ơi, 490 chị à, 490.000 chị ơi chị à. XS và S chị nào chốt báo em. Sao 5 rưỡi? Mày học hành kiểu gì mà cô nói. Cô còn gốc mày còn gốc. Chị nào chốt báo em mấy chị ơi. 490.000 nha, rất là xinh luôn. Xong mã này lên cái zoom đi, cho đổi phong thủy tí nha mọi người nha. Ờ chỉ có 2 mẫu thôi Trang, chưa nó cho nó hơi chóng mặt xíu. 63 ký là hết rồi chị. Hết sai nó hơi bị chóng chóng. Thường là like ngày 2 buổi lúc sau lâu lâu rồi cái nó hơi. Áo này còn 2 ký XS. Nhưng mà cái này XS mặc chung á mọi người. XS mặc chung á mấy chị. Tại em thấy XS nhưng mà form to nè. XS mặc chung nha mọi người. Xinh quá trời xinh luôn. Sơ mi lụa. Sơ mi lụa móc xích. Nhiêu tiền vậy Thúy? Còn 2 cái nè. Này XS mặc chung nha mọi người nha. Sale 550 trời ơi đẹp lắm. Nó có nguyên hàng nút nè. Nó có nguyên hàng nút nè. Lụa, lụa hồng xích nha mọi người nha. 550 rẻ vậy. Có chị nào lấy áo này không mà XS và S mặc chung nha mọi người.
Đây form áo nè, em bỏ ra cho mấy chị xem cái form nè. Dễ thương lắm mọi người ơi, dễ thương lắm. XS và S mặc chung nha. Size XS nhưng mà form này XS và S mặc chung được. 47, 48 tới 50kg mặc đẹp. Chất đã quá, không ủi luôn á, mà nó không nhầu gì hết. Mịn lắm, lụa nha mọi người, chất lụa. Sale 5,50. Nút bọc vải. Còn hai cái thôi mọi người. Bánh bèo chưa? Đây. Màu hồng xinh lắm đó chị. Màu hồng rất là xinh. Chị nào lấy báo em nha, để em dơ ít đồ. Còn cái dương xào, phân xào còn. Ôi, áo gấu hồng đẹp dữ hả? Size M, sale nhiêu đây? Dễ thương quá. 350. Sao mặc cái áo này nè Vi? Áo gấu hồng sale 350. Còn một cái size M. Cái áo này mặc cái quần sọt hồng bên kia. Ừ. Sọt hồng này, nãy đét. Leo em. Áo gấu hồng 350 cưng lắm mấy chị, cái hình in 3D rất là đẹp nha, rờ vô rất là mát tay luôn. Gấu hồng size M. Cái này 50, 50 tới 60kg nha mọi người. Form này form dài nha mấy chị nha. Form to nha mấy chị nha. 50 tới 60kg mặc đẹp. Ủa cái mày mặc lại zoom á hả? Ừ nãy giờ không thấy. Áo gấu hồng M 350 chốt gì Dương Hồng Hoa. Cái áo này nó không có tắt giấy nha mọi người. Áo hồng nó không có tắt giấy nha mấy chị nha. Trời đẹp quá. Áo báo size XS M zoom 890.000. Chốt lên like sale 850 cho mấy chị đi. Tính sale 859 mà thôi, sale 850 luôn mấy chị chốt like giúp em nha. XS M đẹp quá. Zoom xuất sắc. Trời ơi, mặc vô cái này em thích quá, em muốn lấy một cái mọi người, mấy chị chốt đi. Nhưng mà còn thì em lấy một cái em mặc. Đẹp thiệt. XFM 850.000 chốt like giúp em nha. Cái tay rất là đẹp á chị ha. Tay cánh tiên rất là đẹp luôn nè mọi người. Tay xuất sắc. XFM mà thích lắm. Đổ Vi một cái size S ok. Zoom mấy chị ơi, chốt chuẩn size 50kg độ lại mà XS 51, 55 mặc S. Khánh Dung size S ok. Còn XS và M 50kg độ lại mà XS 56, 60kg mặc M. Zoom 850, 850 mấy chị chốt đi ạ. Mời Thi Lê. Còn XS và M mấy chị ơi. Hết S rồi hả? Mông to. Bị cái hông to. Còn XS và M, còn mấy cái em? Còn 1XS 1M nữa mấy chị ơi, chốt cho hết cho em nè. Sale 850 trên like nha. Váy zoom này xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái zoom hoa này xuất con và sắc luôn. Đẹp dã man. À, Thi Lê chốt rồi nè em. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Xinh. Cái phần tay của nó rất là xinh luôn. Cái chiều dài vừa phải, không phải cắt luôn á mọi người. Không cần cắt. Mặc thích. Rồi còn chị nào chốt nữa không ạ? Em còn một cái XS là 50kg đổ lại. Từ 56 cho đến 60kg là mặc cho em size M, XS và M. 850.000. Chốt like là 850 nha mọi người ơi. Rồi còn chị nào chốt nữa không? Xong chưa? Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Mấy chị không chốt nữa em qua mẫu. Mấy chị ơi, mấy chị thích váy ngắn hay váy dài mấy chị comment cho em biết đi. Váy ngắn hay váy dài mọi người. Comment cho em biết đi mấy chị ơi. Comment cho em biết đi mấy chị đẹp. Không chưa à? Áo nhiêu quần? Áo sale 290. Quần sale 550. Áo có size gì vậy? Quần ra cho nó nữa hả? Quần là không bé nữa. Áo đủ size XS XML. Áo sale 290, quần 550, quần 34 36 38 một chị nha. Dễ thương quá. Chốt một set luôn. Cưng ghê luôn. Rẻ quá mọi người ơi. Đây mọi người ơi. Quần 550, quần eo chuông, trời mặc bao xương. Em kết nối rồi. Dầm. Vô lại chưa? Quần 550 nha mấy chị nha. Áo 290, áo XS XML, áo đủ size. Đẹp quá, nguyên set em đang mặc luôn mấy chị. Áo 290, quần 550, nguyên set là 840. Em cộng gì mấy chị luôn á.
Nguyên set là 840 nha mọi người. Nguyên set là 840 nha, xinh lắm luôn. Quần Harry Thủy, chị lấy size gì chị? 34, 36, 38, 40 á mọi người. Chị đổ tồn áo F. Dễ thương quá. Áo rất là dễ thương luôn. Áo YS cộng quần YS, đúng không Tâm Nguyễn? Tâm Nguyễn nguyên set. Chị Minh Hằng, chị Minh Hằng Hằng Lai áo size M. Áo phông phơm chuẩn lắm chị. Chị Vân Phạm áo YS. Đây chị, phơm bình thường. Phơm bình thường, không phải phơm to, phơm bình thường. Chị một set M, chị Hiếu Cao. Chị Harry Thủy lấy một set luôn á. Chị mặc size gì vậy ta? Chị Harry Thủy ơi, chị mặc quần size gì chị? Tâm Nguyễn nguyên set S. Ok, Vi biết rồi. Chị Nam Vi áo 53kg. Chị Nam Vi lấy áo size S còn. Chị Harry Thủy hồi nãy chị mấy đứa lấy cho chị quần size gì vậy ta? Lấy nguyên set luôn. Chị Diệp Mỹ Linh hai áo XS. Diệp Mỹ Linh là lấy hai áo đúng không chị? Chứ không phải là lấy hai set đúng không chị? Chị Diệp Mỹ Linh hai áo XS, áo 290. Trời ơi, cưng quá trời cưng luôn. Chốt tiếp đi mọi người ơi, còn mấy cái áo nữa thôi. Áo 290 thôi nha mọi người, quần 550. Chị Diệp Mỹ Linh lấy 2 set, hình như hết quần XS 2 cái rồi. Quần 34 còn 2 cái không em? Quần em có size 40 luôn á mọi người. Quần 34 có 1 cái. Vậy là còn 1 cái thôi đúng không? Chị Diệp Mỹ Linh ơi, quần 34 còn có 1 cái thôi chị. Ủa? Hết rồi. Quần không có. Quần không có cái áo rồi chị Diệp Mỹ Linh ơi. Chị Harry Thủy là chị chốt nguyên set size S á. Ê, quần này 38 lận, tự nhiên chọt cái quần mặt rộng nè. Quần còn 36, 38, 40. Có áo L không? Có nha. Có nha chị Nguyễn Minh Thanh ơi, có chị ơi. Quần cũng có L luôn. Áo đúng. Mai Nguyễn một cái áo S nè. 51kg lấy áo size S. Ừ. Quần Vi mặc bao nhiêu? 550 thôi chị Nguyễn Ngọc Tâm Đặng, quá rẻ luôn. Trời ơi, mặc sướng lắm á chị. Rẻ như cho luôn á mọi người, mặc sướng, sướng hả? Mặc nó giống giống cái chân váy á mọi người. Lưng chuôn nữa. Màu hồng. Hồng baby rất là dễ thương. Bây giờ chốt nguyên set luôn đi mọi người ơi, quần em còn có mấy cái thôi à. Quần còn 36, 38, 40. Quần còn 36, 38, 40 nha mọi người. Quần eo chun nên rất là dễ mặc, mấy chị cứ lấy chuẩn size nha, đừng sợ chật. Quần lưng thun nên anh Linh ai mặc cũng được hết. Chị Xuân Trang chị lấy size L, không ta chỉ comment cái gì vậy ta. Hỏi lại. Chị Hoài Thu áo S. Hoài Thu một cái áo S em. Em đang mặc size mấy quần? Vi mặc 36. Em đang mặc nguyên set 36 nha. Mà, quần này hết rồi, hết màu trắng rồi, ôi lộn, hết màu đen rồi, à màu trắng rồi. Bây lấy bằng lăng lấy nguyên set size S còn em. Áo S, ti quần 36 còn không? Một cái quần 36 gì vậy ti? Bây lấy bằng lăng cả set 36. Mỹ Duyên bùi cả set S luôn. Khoan khoan hết quần à? Còn quần 36 không? Không, chị đang mặc 38 rồi. Vậy Mỹ Duyên bùi không có nè. Chị Mỹ Duyên bùi còn áo thôi, được không chị? Nguyễn Minh Thanh áo L. Chị ti cũng không có luôn, có áo không, hết quần đúng không? Quần còn size gì? Quần còn 38. Xuân Trang áo L luôn. Quần còn 38, 40 thấy ra rồi thấy. Quần còn ML thôi mấy chị ơi, quần em còn M và L thôi ạ. À. Hình như có không thấy. Hết rồi, VV vô đi. Mấy chị đang chốt. Quần em còn ML, mấy chị chốt quần 38, 40 đi mọi người. Hồi nãy còn cái quần đen size gì á. Đây nè. Màu đen còn size gì nhỉ? Còn không? Còn 38. Màu đen còn cái 38 à. Quần L chốt chị Nguyễn Ngọc Tâm Đặng 40 á. Vậy là còn 38 còn M. Còn hai cái quần M nha mọi người, và một màu đen M. Quần 550 thôi mấy chị ơi, đẹp lắm. Quần 56 cho đến 60kg mặc cho em quần size M ạ. Áo cộng quần L.
Đó, L, quần L. Hết quần L rồi. Quần hết L thì Xuân Trang ơi. Quần có M thôi, lưng chun. Chị Xuân Trang, chị nặng bao nhiêu ký? 63 ký. Eo bao nhiêu? Chị nói 63. Chị hả? Em 63 chắc không vừa. Ừ. Còn hai cái quần M mấy chị chốt luôn đi mấy chị. Còn quần đen M nữa nè. Quần hồng 38, TTT ok. TTT không có size 36, chốt lên 38 lấy TTT nguyên set luôn á. Không, chị nói chị chốt quần thôi. Ủa, vậy hả? Ừ. Quần đen M vô hồng hoa nè, ok chị nè. Quần hồng M TTT là em còn một cái quần hồng M. Chị Xuân Trang tới 75kg là không vừa chị ơi. Áo 290 thôi. Set thì em chỉ còn quần M thôi. Áo em còn size gì vậy? Ê, cái quần đen lưng chun nó đẳng á. Mày lại mày mặc vô nó đi. Áo còn một, còn 2M như chị lấy. Thúy nãy lấy M chị. Áo còn hai cái M. Quần còn một cái M. Rồi. Mấy chị ơi em còn một set này M nè mọi người. Nguyên set em còn size M. Nguyên set em còn size M. Mấy chị lấy luôn đi mấy chị. Áo size L, sushi. Áo bao nhiêu em? Áo 290. Em còn nguyên set size M nha mọi người. Váy em đang mặc 1090 size còn 850, còn chỉ còn size M thôi mấy chị. Còn mấy cái size M là 55-60kg nha. Đây nè, ngay chỗ xào quần, ngay chỗ cái quần trắng hồi nãy mày lấy đó. Quần trắng với quần đen nút á, ngay xào đó luôn. Hết rồi. Có cái quần lưng chun, quần thun á. Thun. Mặc sướng lắm. Đầm em đang mặc là còn size M 55-60kg. Sale cho mọi người là 850. Có túi nha mọi người nha. Sale 850 ạ, 1090 sale 850. Để dưới. Nó mỹ dễ thương quá. Sale cho mọi người là 850, em chỉ còn size M nha. Váy sơ mi mọi người ơi, váy sơ mi có túi nha mọi người. Mặc thích ơi là thích luôn á mấy chị, chất mát. 55-60kg. 55-60kg chị nào chốt báo em. Chất rất là mát luôn, có túi à. Em bán là 1090 mọi người. 1090 em bây giờ em còn 3 cái size M em sale cho mọi người là 850. Chị nào chốt thì báo em nha. 850 chị nào chốt báo em. Váy rất là đẹp. Váy sơ mi rất đẹp nha mọi người nha. Size S. 1XS 1S nha mọi người ơi. Áo này sale 590 à. Áo caro chất vải rất là mềm. Tay lửng nè. Màu hồng. XS là dưới 50kg. Từ 50-55 mặc cho em size S. Sale 590. Chị nào lấy thì chốt cho em. 590 kèm size nha. Quần này đẹp lắm. Quần còn size gì à? 590. Chị nào chốt báo em. XS và S nha mọi người. Còn XS và S nha. Sale 590. Chị nào chốt báo em xin ơi là xin luôn. Xong mặc cái áo hoa này. Đây. Ừ. Chỉ có mấy sao mấy cái thôi. Quần đen nút nãy còn L, còn cái L phải không? Còn cái L chị, còn cái màu đen xanh L như chị Thúy Hằng Nguyễn Thị. Chị lấy đi, đẹp lắm cái quần đó. Ai khách em ai mua cũng thích hết trơn. Bán không đủ luôn á mọi người. Đây áo này 590, chị nào chốt áo này không ạ? Chất mềm lắm luôn á mọi người, chất mềm. Chất mềm chị nào chốt em. Ồ váy này xinh mà mấy chị không chốt. Cái váy này rất là xinh luôn á mấy chị, mà mấy chị không chốt là như thế nào? Như thế nào? Rồi qua mẫu nha mọi người. Em qua mẫu nha. Tôi nhớ để đâu nữa mà ta, đúng không ta? Không có nhiều mấy cô. Còn có 3 cái hả? Nhớ hoài. Một cái M, hai cái L, quần thun. Mấy chị thích mặc như em. Đi chơi, đi dạo, đi ăn gì cũng đẹp. Mấy chị thích mặc ở nhà cũng sướng. Quần nhiêu hết? Quần 490. Quần hãng xịn sò nha mọi người nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em đang mặc M. Nghĩ form này chắc 53, 57 ký mặc M mọi người ơi. Tại do mông mình to. Size S bé nhất thì 50, 51, 55 thôi. Ừ. Size S bé nhất, vậy là M là 51, 55 nha mọi người. 55, 60 L. Còn hai cái L. Quần 450 trời ơi. 49 đã lắm mấy chị ơi, mặc rất là sướng luôn. Áo. Áo nhiêu vậy? 350. Áo 350 để em coi còn size gì. Áo 350 đủ size mọi người ơi. SML. Ừ báo đi rồi. SML.
Đây nè, chị lấy ra rồi, giờ em lấy áo thôi được rồi. Chừng nào mấy chị chốt lấy áo xuống. Áo đây nha mấy chị nha, áo SML. Chị Dương Hồng Thái, cái quần 4.5 size L, ok. 49 chị Dương Thái ơi, em báo em đọc nhầm á chị. Sale rồi á chị. Chị Thoa lấy một set của Vi, chắc lấy quần M đi. Tên gì? Dương Hồng Thoa. Thái thấy quần L. Áo M. 49 chị Dương Hồng Thái, hồi nãy em đọc nhầm á. Nhà chị Dương Hồng Thoa nè, quần L nè. Áo M. Em còn một cái quần L chị Dương Hồng Thái là 49, ok lại thì lấy thì ok lại giùm em nha, tại em báo nhầm á. Mặc thích lắm chị, trời mặc không muốn cởi trả cái quần luôn. Chết chê hết phòng. Sao im lặng vậy? Mấy chị ơi, mấy chị đâu rồi em có tin nhắn tí không chị, nó báo gì chị Dương Hồng Thoa một xét đó chị Dương Hồng Thoa. Em mặc áo size L chị xem. Của tao, của mày, của tao Nguyễn Lan. Trời ơi, sao tại đâu đưa cái áo L em ướm lên còn bắt mặc áo L. Trời, cái form nó rộng mà chị, form to L là phải 60-65 kg á chị Nguyễn Lan ơi. Cái form nó to nha. Nãy nó đưa em mặc áo sao vậy? Đưa mẹ M á. Em mặc em M thì L nó là 60-65 nha chị nha. Đây. Đây chị ơi. L đây nè. Ủa cái hoa khác bay. Giống không? Nó mà bi. Ừ. Đẹp hơn nữa nè. Đây nè chị, cái L nè. Quần 49 Vũ Hồng, chị lấy size gì chị Vũ Hồng ơi, em còn ML. M là 51 cho đến 55, size L 56 đến 60 nha mấy chị nha, quần đẹp đó. Đẹp lắm mấy chị ơi, quần này mặc sướng. Chốt nó mặc lên căng cái quần đẹp lắm. Chứ không có bị bèo nhèo đâu mấy chị, cứ yên tâm đẹp. Cái giá này mấy chị đừng lo. Đừng lo về chốt. Đây áo em L đây, em đang mặc áo em M. L thì màu khác nha mấy chị nha. Tươi hơn tí. Hoa màu khác. Na ná. Ai thích mặc rộng rộng form giáo quần á thì lấy L. Vũ Hồng set size M nhé. Quần á. Quần size M. Đầm chị đang mặc size gì? Coi đầm chị đang mặc size gì đi. Mờ vi mặc. Đầm chị đang mặc size gì? Báo size đi em. Trước mặt á. Ép bé nhất nha mấy chị nha. Quần em L Kim Ngân Hồ cho số điện thoại chị ơi. Em quần L cho Kim Ngân Hồ đi. À quần hết rồi chị ơi, hết quần. Nguyễn Lan một cái áo L nè. Nguyễn Lan nè, 35 nè. Đây mấy chị, váy em đang mặc S bé nhất nha mấy chị nha. À, form baby doll, dễ thương quá. 53 kg độ lại mặc S, từ 54 cho đến 57. Mặc cho em size M, 58 cho đến 65 kg mặc L mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đây phần này nó như thế này nha. Sale 650 đi. Quá rẻ luôn. Sale 650.000 mấy chị ơi. Chốt gấp luôn đi mọi người, rất là đẹp luôn. Đẹp giả mang. Áo web rồi mấy chị, không còn hàng đâu mọi người. Áo web rồi không còn hàng đâu. SML 650.000, chị nào chốt thì báo em. Xinh quá. Cái vải của nó rất là mềm và nó dập ly hết cái váy luôn nha mọi người, dập ly từ trên xuống luôn. Dập ly hết cái váy luôn. Đẹp lắm. Đây à. Dập ly nha mọi người nha. 53 kg độ lại mặc S, từ 53 cho đến 57 kg mặc M, 58 cho đến 63 mặc cho em size L đi mấy chị. Size 650 chị nào chốt báo em, xinh quá. Bấy nhắn cho mọi người nha. Còn chị nào chốt nữa không ạ? 650.000. Quá rẻ luôn á mọi người. Mấy chị không chốt với em đang mặc hả mấy chị? Sale 650. À, cái này nó không có S chị, nó làm từ size S nha. Phía bên đây như thế này nè. Nó làm từ size S, nó không làm XS chị ạ. À. Nên thành ra chị nào mà mặc XS thì mấy chị chốt cho em cái mẫu này size S.
Chị nào mà XS thì chốt cho em size S. Chị nào mà S chốt M. Chị nào mà M thì chốt L nha mọi người nha. Chị nào mà M thì chốt L. Áo thun nè 490. Áo thun 490. Con voi á mọi người. Con voi này là nó theo. Thôi sale 450 cho mọi người đi. Con voi này nó theo nha mấy chị nha. S bé nhất. S bé nhất. Em có S, M, L 450. Áo phông 450 nha mọi người nha. Con voi này nó theo á mọi người. Rất 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 là đẹp luôn. Siêu đẹp, diện áo xịn sò. Cũng xịn sò luôn mấy chị, chất nó đẹp. Chất rất đẹp. Em đang cầm size M nè. 50kg độ lại mặc S, 51 cho đến 55kg mặc M, 56 cho đến 60kg mặc L. Bé Thúy bao nhiêu? 650. Đây bé Thúy L, Thúy Hằng Nguyễn Thị. Ờ quần này M của ai á? Chị gì lấy đó em. Ok em chốt chị Thúy Hằng Nguyễn Thị size L rồi à. Áo này 450 nè, chị nào chốt báo em nè. Áo 450 nha mọi người. Rất là đẹp. Ê mặc áo này đi Vi. Sẵn cái quần mặc áo này đi. Hình như trên sào có con á, lấy trên sào đi. Ủa cái quần này còn 36 nè, có ai chưa? Đâu đâu có ai hỏi đâu. Nãy mình dơ 38 à. 38 mấy rồi. Ừ ý là nhưng mà nãy bà không có, không mấy chị không hỏi 36. Ý là không biết mày mặc có dương hay là có người chốt. Áo dương hồng thoa lấy áo M. Đây. Đây để em mặc. Mời nè. Váy em đang mang 51kg lấy S Quy Nguyễn. Quy Nguyễn S váy Thúy mặc 650. 650 thôi mọi người chốt đi. Áo này SML mấy chị ơi. 450.000 mấy chị chốt đi ạ. À. Áo này rất rất là đẹp. Theo đẹp á. Em mày mặc size S không? Ừ, dễ thương quá ha. Size S. Ở đây ta đọc size S mà. Áo theo quá mọi người. Váy em đang mặc còn chị nào chốt nữa không ạ? À? SML 650.000 ở đây nó rất là đẹp nè mấy chị thấy không ạ? À? Rất là đẹp luôn. Dập 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 sướng ha. Ừ. Chất đã ghê. Đẹp màu nâu tay ghê. Đây còn chị nào chốt nữa thì báo em nha mọi người nha. 650.000. 50kg mặc size S chị. Cái này là làm từ S nha mọi người nha. Nó làm từ S. Dưới 53kg mặc S. Từ 53 cho đến 57kg mặc M. 58 cho đến 63kg mặc L. Với em đang mặc đó mấy chị. Có váy jean không em? Có chị. Giờ cái váy jean. Rồi chị đâu chốt nữa báo em. Váy jean mở dưới còn sai gì nữa. Giờ cái đó mấy cái giờ. Cái đó 1050. Sale 1050. M S M. Đây váy jean. Ok Nguyên Nguyên chốt rồi chị ơi. Áo em mặc đây mấy chị ơi. 450 nè mọi người theo. Theo Nguyên cái áo đẹp lắm. Cưng ơi là cưng luôn nè. Chắc nhìn rất là sang luôn á. Đây theo nha mấy chị nha, theo ít 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 thôi. Áo còn đủ size, có cái váy jean này còn size S và size M. S là dưới 50kg. Gì hả? 50 cho đến 53. Coi dễ nhẹ, dây kéo bên hông. Váy này sale 1050, phơm nhỏ. Chị Lê Thị Thúy lấy áo. Áo Vi á, lấy size lớn nhất em. Có lời đó không? Mày có ép không à? Có lò không coi, em? Coi trên sàn còn. Đây nè, ở đây, đây, đây. Đây nè em ơi. Lò. Váy đây nè, chị nào hỏi em mọi đi. Người. Chị em mở váy jean Harry Thủy nè. Áo trắng anh lờ theo hết lờ rồi chị ơi. Ok, cái váy này là 1050 nha mọi người. Harry Thủy em mở. Váy em mở nè. Váy jean em 60, Nancy Như S nè. Áo em M, áo chỉ còn em M thôi. Váy jean em 60, Nancy Như S. Ở dưới còn không? Mấy chị ơi, chạy xuống lấy em. Còn mấy chị chốt không? Mấy chị ơi, còn váy jean đó mấy chị chốt không à? Chạy xuống em lấy. Áo này đẹp mà mọi người, còn size M nè mọi người, 55-60kg thôi. 55-60kg thôi. SM. SM mấy chị ơi. Áo 450, áo rất là đẹp. Đã lắm, chất vải đẹp lắm. Đây mọi người mặc lên cưng lắm mấy chị. Dễ thương nè, áo trắng mấy chị dễ mặc lắm. Phối gì cũng được hết.
Mã này đi, mã này có size to nè. Mã này to nè mấy chị, dễ thương không? 2022. Đây mấy chị ơi, áo M chị Harry Thúy nè, Harry Thúy nè. Ok chốt nha, xin như váy jean ít ép nha em. Chị Thúy chốt rồi. Áo này M L M L có S không? Form này có ít ép không vậy em? M L M L M M ủa. Áo này không có S à. Áo này có M L thôi mọi người ơi. Thanh Tuyền Hoàng lấy áo M là cái áo con voi đúng không chị Thanh Tuyền Hoàng? Áo con voi 450 đúng không chị? Chị Thanh Tuyền Hoàng ơi, áo đang mặc 450, áo này nhiêu thế? Áo voi em còn size M và size S nha mọi người. Chị Thanh Tuyền Hoàng lấy áo 450 là áo con voi, còn cái áo em cầm là 350 nha mọi người, ML thôi. Áo em cầm không có size S, ML 350 đây. Cưng chưa? Cái này là mua mặc đi Valentine với người yêu. Dễ thương quá mấy chị nè. Đây con voi đây. Váy Thúy mặc có bị hở ngực không Thúy? Váy Thúy nào? Không có thấy hở gì đâu. Sáng nhưng mà nó không có đâm ra. Không có hở. Không chị ơi, Thúy nó không có hở. Áo em đang mặc 450 đây. Mà nó không bị băng ra mà mặc vô nó không có xếp vô luôn. Con voi 450 đây. Em còn size S và size M. S 50 55 M 55 60. Đây nha mọi người. Áo voi 450. Lấy ra đây đó. Đây nha, áo voi 450. Áo con voi size S chị Phương Phúc. Lên số điện thoại luôn rồi kìa. Ok. Nè, áo voi 450 nè em. Chị Phương Phúc. Có số điện thoại luôn rồi. Đây nha mọi người. Áo 2022. Áo 2022 S và M. Form rộng nha mấy chị nha, form này form dấu quần 350.000, size áo lộn size M, size L. Size ML nha mọi người nha, size ML. Áo phông 450 size S. Áo phông con voi à. Chị mặc. Chị set candy. Áo voi 450 size S chị mặc. Ở ngoài đó còn size S không? Áo voi em còn 1S 1M thôi mấy chị ơi. Ủa nè S nè. Chưa, chị hỏi chị chưa chốt lại. Thanh Tuyền Hoàng áo voi M giờ chốt nè. Vừa chị, size S là size bé nhất có chị. Vừa 47kg mặc thoải mái. Ok chị Harris Thùy. Thủy nói là khi nào đi đơn gì chuyển khoản. Ok cái lúc mà tụi em cái này là size L, nó gắn lộn size nè. Con voi hả? Đây cái S này gắn lộn size nè. Nó mặc rộng với M, mặc cái S mặc vừa. Chắc em M luôn quá. Chị Dương Hồng Tho lấy chị áo cô gái. Ok chị Dương Hồng Tho áo cô gái size M. Ủa con cái S em đang cầm nè. Lấy chị Dương Hồng Tho áo cô gái size M. Ok chị Dương Hồng Tho. Nè chị Dương Hồng Tho nè, áo cô gái size M. Áo con voi em còn một hai cái SM vậy thôi mọi người, chốt luôn đi mấy chị. Mấy chị ơi chuẩn bị tinh thần chưa? Hôm nay Thúy nó like hai buổi nha. Lâu lâu like một phát hai buổi luôn. Rồi nghỉ tiếp vài ngày, quay trở lại. Cái đó không phải ép đâu, cái chị mới dục ra không phải ép, cái size L luôn. Cái gắt tác lộn á. Còn cái này cũng là L. Không. Còn cái đáy khác cho chị ơi. Rồi là ba bán đi. Đây mọi người ơi, mọi người áo cô gái 350. Con cái S thôi, còn nhiêu là ML. Xuân Trang hỏi áo voi L nãy chốt được không? À, áo voi không có L chị. Không có L chị Xuân Trang ơi. Nãy Thúy nó báo nhầm. Đây nha mọi người, chị Xuân Trang. Lấy qua mã này được không chị Xuân Trang ơi? Mấy chị ơi chốt giùm em đi em đi. Đây nha mọi người, áo đây. Từ để Thúy thay đồ thay qua lâu quá em câu giờ.
áo voi mặc quá trời đẹp luôn nè. Bỏ ra phơm cho mấy chị. L đúng không? Thanh Thúy Nguyên. Thanh Thúy Nguyên. Chị Thanh Thúy Nguyên áo cô gái size S 350. Đây nè chị. Áo con voi đẹp nha. Thêu nè mọi người, thêu. Thêu hết áo nha. Chị Thúy nó vô em thay cái váy. Lấy voi M. Ok. Chị Xuân Trang voi M. Chị Thúy nó vô em thay váy nha. Xuân Trang, chị Xuân Trang. Kiếm váy thay coi. Zoom nha mấy chị nha. Zoom này là 890.000 zoom à. Thích mặc áo ống bên trong thì mặc, không thích thở, thích thở thì khỏi mặc. Tùy mấy chị ha. Cái zoom này có một cái XS nó đánh lộn size thành size L á mọi người. Cái đó chính xác là L á. Hả? Mặc size bự nên nó mới rộng đúng không? Bởi vậy. Giờ mình cũng size quá trời đẹp luôn nè. Ống bên trong cho xinh. Mặc đá luôn cao ống. Ống size gì đó? Đẹp quá. Zoom 890.000. XS, S. Ê, zoom là XS ML đúng không? Zoom em có đủ size XS, S, ML 890.000. Áo ống bên trong là 200. Áo ống bên trong là 200, dưới 50kg mặc S, 50-55 mặc M, 56-60kg mặc L. Áo ống bên trong là 200 nha mọi người. Áo ống 200. Áo dây, dây ống 200. Đây ạ, phía sau nè. Áo ống dây bên trong là 200 và zoom là 890.000. Chị nào lấy thích zoom chút zoom. Con cái XS, em mua XS mà hãng nó làm tắt giấy XS nhưng mà thật ra cái zoom nó tới size L. Bởi mặt zoom thấy sao nó rộng thế. Mấy chị nhận về mấy chị đừng sợ nha. Còn con cái nè. Zoom 890.000, chị này chốt zoom không à? Đẹp quá luôn á mọi người, zoom này mặc thích ơi là thích luôn. Thích ơi là thích. Đây ạ. Áo ống bên trong là 200 nha, áo ống màu nút. Chị nào để dành mặc những cái váy hở ngực á, ngực sâu sâu quá mọi người, mấy chị mặc thêm cái áo ống nữa là đẹp. Chị này chốt rồi báo em. Đây ạ. Ống bên trong 200. Ok chị. Ok ok. Mấy chị đừng xả nha mấy chị. Đầu năm em mới live khai trương. Mấy chị đừng có xả, đừng bơm hàng em nha mọi người. Mới live khai trương bữa nay. Tối live tiếp nha mọi người. Tối nay em sẽ tranh thủ em sale tiếp nha mọi người. Để nó bớt đồ. Em tuần sau chắc nghỉ thêm tuần nữa đó mấy chị. Bán bông đi thôi. Bông gì? Cho mấy chị đeo à, này mày xỏ hết ở đây tao biết. Ngồi live. Mấy chị zoom em đang mặc, mấy chị không chốt hả mọi người, zoom rất là đẹp luôn nè mấy chị nè. Áo ống cũng đẹp nữa, quăng cái ống cho chị đi con. Quăng cái ống ở đây. Ống này mấy chị à, sướng nha. Ống này mấy chị mặc áo ống cũng được, mấy chị mặc áo dây cũng được á mọi người. Có 200.000 thôi, rẻ như là cho. 200 thôi nha mọi người, rẻ như cho luôn. Chị nào lấy thì báo em, đây, coi giãn, sướng lắm. Ai dưới rồi lên đây? Đổi đào, đổi đào. Đổi đào hả? Đào này xong rồi hả? Đổi đào khác rồi. Áo ống này chị nào lấy báo em nha, 200.000 thôi mấy chị ơi. Quá rẻ luôn. Zoom đẹp như thế này mà mấy chị không lấy hả? Zoom đẹp xinh như thế này. Em chào chị Lộc Yên Hoàng. Chào chị. Năm mới mấy chị phát tài chưa? Chị một chiếc ống nhé, hay đứa thủy, một cái ống size M. 200. Đúng rồi mấy chị khách mới, mấy chị chuyển khoản cho em đi. Áo ống này hiện tại em còn có một màu thôi à. Chị Thương Nguyên ơi, không có sai, chị 6 mấy ký là không có sai rồi. Áo ống này chỉ có tới 60 ký đổ lại thôi. Lộc Yên Hoàng một cái ống M nè. 200.000 thôi mọi người. Mấy chị mặc ống hoặc mấy chị mặc dây cũng được, nó ôm vô ngực á, nó không có bị tuột đâu mấy chị, đây rất là thoải mái. Zoom S ống S Tuyền Nguyễn. Chị ơi, chị Tuyền Nguyễn ơi, zoom S và ống M nha chị Tuyền Nguyễn nha. Ống S là dưới 50 ký á. Tuyền Nguyễn một nè, có một cái zoom XS mà nó khoanh chữ L là zoom nó L á. Tuyền Nguyễn một cái zoom S, cái áo ống size M đi. Zoom 859 ghi giá luôn. Zoom 890.000, 990.000 nhưng mà sale trên live là 890.000 nên mấy chị chốt đi ạ. À. Còn dây rất là đẹp luôn á mọi người, dây xích của nó rất là đẹp luôn. Zoom mặt đẹp thiệt á mấy chị. Mấy chị thích hở mấy chị khỏi mặc ống bên trong. Còn chị nào không thích hở thì khỏi thêm có ống nữa. Zoom đẹp quá, mấy chị chốt zoom nữa đi. Mấy chị ơi, chốt zoom nữa đi mọi người ơi. Anh ngồi chị kìa, bên thấy hết á. Mày hết chỗ ngồi rồi. Xuân Nguyễn một cái ống M.
áo ống dưới 50kg mặc S, từ 50, 55 mặc M, 56, 60 mặc L. Áo ống á mọi người. Tiếp tục, đưa cái body đó cho chị đi, dùng cái body hoa này đi cho chị. Đưa đây. Áo size. Cái body hoa này rất là đẹp. S là dưới 50kg, 50, 55 mặc M, 56, 60 mặc L. Có S không? SM, SML. Dưới 50kg mặc S, 50, 55 mặc M, 56, 60 mặc L. Áo ống này sale 550, ế luôn. Đầm body này sale 550 nha mọi người. Rất là rẻ luôn, 550 L. M là không có S hả? 50, 55 kg mặc L, 56, 60 ế lộn, 50, 55 kg mặc M, 56, 60 mặc L. Em nhầm nha mọi người, không có S. Chất co giãn nha mấy chị nha. Sale cho mọi người là 550. Đầm rất là đẹp, rất là đẹp, nó không có ngắn với mọi người, chiều dài đó nè. Đẹp lắm mấy chị chốt cho em đi. 550. Quá rẻ luôn. Chị nào lấy báo em nha. 50 55 kg mà M, 56 cho đến 60 kg mà L. 550. Đầm body. Đầm body còn chị nào chốt nữa không? 550 mọi người, vi xong chưa vô thay cái khác coi. Đây ạ, 550 nha, rất là đẹp luôn mấy chị. Ống còn chị nào muốn chốt nữa không mọi người? Ống còn chị nào muốn chốt nữa không? Màu nút là cái màu dễ mặc nhất đó mấy chị. Ống nút là cái màu dễ mặc nhất, xong chưa Vi? Bắt màu á. Nói lẹ đi. Có màu khác không? Không có chị. Đầm body chỉ có một màu. Vô đi tao ra nè. Còn cái xem nha. Ít ít mọi người ơi, 53kg đổ lại. Một không mấy mươi á, sao còn gì đi. Đẹp quá mấy chị ơi, cái chất nó mát lạnh luôn mấy chị, nó giống như là lụa vậy đó. 53-54kg đô lại giùm em nha. Eo chun nha mọi người. 53-54kg đô lại giùm em, eo chun. Eo chun đẹp ơi là đẹp luôn. Đây ạ. Thích quá. Mặc cái váy này thích quá mọi người ơi. Chị Thu Hương chốt váy 550 gì kìa. Chốt chưa? Sao gì? Chị Thu Hương ơi, sai gì chị ơi? Váy 550 chị chốt sai gì? Đẹp quá ha, váy hoa nó đẹp ghê á. Đây nha mọi người, váy này em sale cho mấy chị 950 không? Một một mấy không quên rồi. Còn một cái nè. Thích quá chị, thích luôn nè. Chất mát, chất mát lạnh luôn á mấy chị. Chất giống như lụa vậy đó, giống như lụa vậy đó nha mọi người. Đây, chị nào thích cái gu đơn giản nè. Váy dài qua gối. Eo chun. Chị Thu Hương lấy cái váy size M còn em. Ok chị Thu Hương à. Mấy em mặc 950 chị nào lấy không ạ? À? Đây nha mọi người. 950 nha. Mấy đây còn cái mọi người. Baby doll caro xanh. Có nhiều à. Size 36 hả? Size 36 nhưng mà cái form này em nghĩ là từ 50 tới 60 kg nha mọi người. Còn cái sale luôn à, không thấy giá. Chưa dán giá. 79 đi. Baby doll caro xanh 62 à, 62 kg đổ lại đi. 62 kg đổ lại. Tao lôi ra đây rồi nè Thúy. 62 kg đổ lại nha mọi người, sale 79. Sale 790 nha mọi người, caro xanh rất là xinh luôn. Cái này phi size. Dưới 62 kg là mặc được nha mấy chị nha, còn cái sale luôn nè. Nào lấy chốt mã 790 nghe. Còn không em? Mấy 64 mặc đến nâu. Mấy mày mặc còn size gì á Vy? Còn có một cái hả? Size gì? Size 34. 52kg đổ lại thôi. 53kg mặc trên gói. Cái này mấy hả? Tao mấy 64 này mặc đến gói luôn Vy. Đến gói rồi Vy. Cái cao mấy 64 thấy ốm nè. Đây, bạn nhìn giúp Thúy nha. Cái cao mấy 64 thấy ốm nè. Dâm này còn size gì em ơi? 950 Minh Hiền Lê. Cái đó chỉ còn XS thôi chị, 53kg đổi lại. Chị Minh Hiền Lê 950 hỏi sai chị rồi. Còn ở dưới nữa nè em. Còn nữa đó. Cái để ngồi. Ngồi xích lại kia một chút. Đúng rồi.
M950 Minh Hiền Lê. Cái, à, cái váy em mặc không có, còn có con size em mặc thôi chị. 53kg đô lại thôi mọi người. Để mặc cái váy hoa kia cho nó vậy chó. 950, em còn cái 52, 53kg đô lại thôi mấy chị. Zoom nha mọi người, về thích thì đôi mới cúc bóp chỗ này rất là xinh. Đầm diễm mặc có sao về, cái này là zoom. Zoom mấy chị ơi, zoom đùi nha. Sale cho mọi người luôn. 590.000, quá rẻ luôn. Size XS, SM đây ạ. XS, SM 590.000 mấy chị chốt đi. Zoom rất là đẹp. XS, SM, mấy chị chốt cho em ạ. Zoom 590 kèm size mọi người, rất là xinh. Về cài cài áo ở đây cũng được, tại vì ở đây hiện tại là em hết cài áo rồi đó. Hết sạch luôn, cuối năm không còn một cái cài áo nào. Lê Hằng một cái size M. Nga Nguyễn một cái size S. Zoom ạ. Quỳnh Như một cái size S. Màu màu đỏ hồng mấy chị, màu đỏ hồng nha mọi người. Màu này là màu đỏ hồng, màu hồng hồng á. Màu hồng á mấy chị, không phải là màu đỏ đô. Màu hồng nha. Màu hồng dễ thương quá. Màu hồng chấm bi nữa. Quỳnh Như size 8 nha. Màu hồng còn chấm bi nữa mọi người. Xuất sắc. Đẹp không? Có 59 nè. Vậy là các em còn XS, SM. Hết S chưa? Còn cái S chị mặc XS, M còn chị nào chốt nữa không ạ? XS, SM 590.000 zoom. Quá rẻ. Đoàn Thư một cái zoom size S. Rồi là hết S nè. Còn XS và M. Còn XS và M nha mọi người. Mày mặc size gì? Đứng lên coi nó lấy mặt nó mặc. Biết chưa? Vậy là em còn một XS, một M nữa. Không ta, 2XS 1M phải không? 2XS 1M nữa chị nào chốt báo em 590.000. Quá rẻ mấy chị. Một cái zoom như thế này mà mát lắm luôn á mọi người. Mát rượi luôn á mấy chị. Thích. Chị nào chốt báo em nha. Rồi chị nào chốt nữa báo em video về. Mấy em mặc có S và M nha mọi người. S là 50-55kg hả? M 56-60 hả? Đây nha mấy chị. Một. Trời ơi đẹp quá. Có ở trong nó có một cái váy hai dây lót ở trong nha mọi người. Ở trong có một cái váy hai dây lót ở trong. 1350 sale còn 950. Trời ơi đẹp quá. Cái tùng xòe cực kỳ đẹp luôn. Một S một M thôi mọi người, có hai cái. Ủa dưới còn không em? Còn hai cái nha. Nãy nhớ có ba cái, nhìn kỹ lại coi. Như có hai cái M cái S. Zoom S đoàn thư zoom S lấy chưa? Rồi 950, 1350 sale còn 950 cực kỳ rẻ luôn á mấy chị ơi, nhìn em mặc nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nguyễn Hồng Thanh. Hả? Chị Nguyễn Hồng Thanh hỏi gì rồi thấy? Đợi tí vô. Cái em M 950 cho chị Liên Lê. Vậy là còn cái xé em đang mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Tin em đi, 55-56kg bon chen nha. Em đang mặc đây à, em 55-56kg em mặc đây. Đẹp lắm luôn á, cái nền cũng đẹp mà cái kiểu lên cũng đẹp nữa. Dành cho những cái chị nào thích kiểu đơn giản mà xinh. Ở trong nó có một cái váy hai dây màu trắng nha mọi người. Ở trong có một cái váy hai dây màu trắng kiểu sơ mi nè. Trời nhìn nó nhẹ nhàng sao á mấy chị. Nhìn nó rất là, đây mấy chị coi cái tà nó đẹp lắm nè. Đứng xa nè. Đứng xa cái tà nó xéo hai bên nè mọi người. Đây góc kia chị lựa chị thấy. Đẹp lắm. Xanh xanh lam nha. Còn mấy chị không lấy áo này em lấy luôn á, nãy giờ em mê lắm rồi nè. Mê nãy giờ. Rồi, mã này nha mấy chị nha. Cưng chưa? Hả? XS với L hả? Đủ cái đầu mày luôn. XS S nè, có M không? Còn không? Coi còn sót cái nào. XS S L. Dễ thương chưa mọi người? Đầm hồng ren nè. Sao tuột người xem chứ ta? Mấy chị ơi có bị rớt mạng không mấy chị? Chăm. Cứ like đi. Mấy giờ rồi? Kêu uống nước vô cái vô. Hai đứa nhỏ nó sụt đầu. Đây á mọi người. Mày mặc lên đi, mày mặc đi. Lấy quần này đi bé. Quần trên sờ, nó xéo quần này mấy chị. Thôi đi ra đi. Cái áo này mặc đẹp nè mấy chị, chốt luôn cái váy này đi.
đẹp quá mấy chị ơi. Thật sự rất là đẹp cái váy này á. Chị nào lấy báo em nha. Còn cái mà đùng đùng hết. Áo em đang mặc 50kg độ lại mặc F, 51 cho đến 55kg mặc M, 56 cho đến 60kg mặc L. Áo sale cho mọi người là 450. Áo sale là 450 nha. Quần giả váy nha mọi người. Quần giả váy này ngày hôm nay sale, sale rẻ cho mọi người luôn ha. Quần giả váy sale cho mấy chị 650 đi. Sale trên line là 650 XS, SM. Không biết còn L không ta. Quần giả váy này sale 650, Du Ngọc Trịnh chốt gì chị ơi? Áo sale 450, quần giả váy sale 650. Không ai biết. Mấy chị chốt áo, mấy chị chốt kèm áo, kèm size. Hoặc là mấy chị chốt quần thì mấy chị chốt quần kèm size giúp em. Quần này em sale 650 thôi nè. Áo L, Du Ngọc Trịnh, áo L. Áo này là 50kg độ lại mặc F, 51 cho đến 55 mặc M, 56 60kg mặc L nha mấy chị nha. Hả? Vì là quần này có XSM. Quần có XSM, Lê Hằng một cái áo L. Cái gì? Dung Ngọc Trịnh 450. Hết áo. Hết áo rồi Lê Hằng ơi. Thúy chỉ còn áo 55kg đổ lại thôi mọi người. 50kg đổ lại mặc S, 51, 55 mặc M. Ta đang hơi mệt mệt không rồi. Áo hết L rồi. Em like xíu nữa rồi em nghỉ sợ hơi tối like tiếp cho mọi người. Tự nhiên bữa giờ là nghỉ like like lại đuối quá. Hơi đuối. Quần này chốt mấy chị chốt lên like giúp em đi. Quần giả váy nha, bên trong đó là quần á mấy chị. Bên trong đó là quần. Quần giả váy XS, SM. Thôi tao đưa cho Tùy Nguyễn một cái áo M, Phương Thảo Trần một cái áo S, áo 450. Lộc Yên Hoàng một cái áo M. Lộc Yên Hoàng cái áo M mà. Vậy là hết áo S rồi, chị đang mặc S á. Vậy là áo còn size M thôi hả? Còn một cái size M thôi hả? Thôi hả? Nguyễn Thị Trúc Ly lấy cái quần giả váy size M. Bà Trúc Ly lấy cái quần này size S thôi. M bị rộng nha bà Ly nha. Trúc Ly ơi, nghe lời Thúy lấy cái quần này size S thôi. Rộng sẽ như cái quần hôm bữa bà lấy sẽ bị rộng. Nguyễn Thị Trúc Ly lấy cái áo đen M chưa? Lấy cái quần để hỏi chị có muốn chốt lại quần S không? Váy hồng ren nãy Vi cầm bao nhiêu? 750. 750 chị Trang Jono. Đưa cái váy hồng ren ngay tay. XS và L hả? Vâng, Nguyễn Thị Trúc Ly lấy áo size S. À lộn, quần size S, áo size M. Cái váy này có size gì nãy? Nó có size gì vậy? S này S gì? XS, S, L. Váy này sale cho mọi người 750. Váy hồng ren này đẹp lắm đấy, chị lấy đi. Ờ biết bữa hổm rồi. Nhỏ hơn là tiếp biết rồi. Bữa hổm bằng lấy cái size M ở quần đó mà. Nè bà Trúc Ly lấy cái đầm này cũng đẹp đó nè Trúc Ly. Đầm này thấy có XS, S và L. 750 nha mọi người, 750 chị nào chốt báo em. Đầm này siêu đẹp luôn á mấy chị. Đầm này siêu đẹp, đầm ren. Ren nha, ren theo nè mấy chị thấy nè. Đẹp giả mang luôn. 750 à, Trang Juno lấy cái này 750 nè. Vậy là còn XS và S nha. Đầm ren này siêu đẹp nè mấy chị nghe lại mấy chị chốt đi, đẹp lắm, màu hồng nè. Cưng ơi là cưng. Ở trong cái lớp lót nha mọi người. Ở trong cái lớp lót. Rồi video để Thúy thay cái áo khác nè, hết áo rồi nè. Là dơ lại cái đầm này cho mấy chị cho. Đây nha mọi người. Xe 750 nè. Cái váy em mặc gọn cái nè mấy chị. Baby doll size này là size XS. Nhưng mà em nghĩ là XS mặc chung mọi người ơi, 56, 57 kg đổ lại mặc chung được ạ. Sale 590, trời đẹp lắm nha, màu tím rất là đẹp luôn. Đây mọi người, sale 590 thôi mấy chị, màu tím than. Tay dài á mấy chị săn lên nha. Màu tím than rất là đẹp luôn, sale 590 thôi mọi người. Sale 590 thôi mấy chị, đẹp ơi là đẹp luôn, màu tím than còn một cái nè. Cái váy hồng này chị nào chốt thêm hoặc XS, SL. Hết L hả? Chị là còn XS. Váy hồng còn XS chị nào lấy nữa à? 750 xinh lắm mấy chị ơi, màu hồng dâu nè. Màu hồng dâu rất là xinh. Hồng dâu xinh lắm nha. Còn hai cái này. Một cái M, một cái à còn hai cái M giá nhiêu thôi? 49. Ừ, 450. Áo đỏ này còn hai cái, 450 nha mọi người, size M. Cưng lắm mấy chị, tay bồng nè. Ủa da rà tay bồng.
gì tìm khuôn mặt, nó cứ tìm khuôn mặt hoài vậy. Chắc nó định bị định hình mày. Định hình. Nó hốt mày đâu biết được. Áo đỏ này còn hai cái size M. 55 60 kg nha mọi người, 450. Màu đỏ cam á mấy chị, màu đỏ cam mặc bao tươi bao nổi luôn. Mặc bao tươi bao nổi, hình như Facebook nó kiếp mặt á. Đây nha mọi người. Báo ăn. Coi đúng không? Sợ mày bị hack. Đây nha mấy chị nha. 450. Áo size XS ML mặc chung. Đây áo này á, phía bên đây nó như thế này nha mọi người. 390 mấy chị ơi. Không khen. XS 55kg độ lại. Em có size từ 45 cho đến 55 và size từ 56 cho đến 60 thôi, 1kg nha mấy chị nha. Áo này 390 à. Phía bên đây như thế này nè mọi người. À, chị nào thích hở hở thì chốt. Chị nào cái gu hở hở thì chốt ha. Chốt vải rất là đẹp luôn. 390, chị nào chốt báo em. 390 nha mọi người nha. Xuất sắc luôn á mọi người ơi. Xuất sắc luôn, 390.000. Còn chị nào muốn chốt nữa không ạ? Còn chị nào muốn chốt nữa không? Không nghĩ nha Vi. Nghĩ tối lai tao mệt quá. Sao vậy? Mấy chị ơi, còn chị nào chốt áo em đang mặc thì báo. Rồi nếu mà không thì... Rồi coi rồi. Hôm nay em like tới đây thôi mọi người. Em hẹn mấy chị tối đi. Tối 8 giờ rưỡi đi mấy chị. 8 rưỡi like tiếp nha. Em like một buổi nữa rồi mai nhân viên em sẽ chốt đơn. Nghiêng mình ráo nước. Xong chờ em nha mấy chị. 8 giờ rưỡi nha mọi người. Like một buổi nữa rồi sáng mai nhân viên sẽ dồn đơn cho mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị. Tạm biệt mọi người.